Vâng. Xin chào các thầy cô, chào mừng các thầy cô trở lại với seminar thống kê ứng dụng. Hôm nay chúng ta rất là vui mừng là có tiến sĩ Hoàng Văn Hà từ trường Đại học thành phố Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, từ khoa toán Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến trình bày với chúng ta về chủ đề về xử lý số liệu xuất khuyết thiếu bằng phương pháp phân tích thành phần chính. Tôi xin được giới thiệu sơ qua về CV của tiến sĩ Hoàng Văn Hà. Thì tiến sĩ Hà bảo vệ luận án vào năm 2016 tại trường Lille 1 ở Pháp. Và sau đó thì tiến sĩ làm postdoc tại trường Đại học Gwent Normandy từ năm 2018 đến 2020. Sau khi hoàn thành postdoc ở đây thì tiến sĩ đã về và công tác tại khoa toán trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời tiến sĩ Hà. Cảm ơn Long Hường, ban tổ chức seminar đã mời em đến trình bày cho các thầy cô và các bạn cái seminar thống kê ứng dụng hôm nay. Thì trong cái buổi trình bày hôm nay thì em sẽ trình bày về một cái chủ đề là cũng rất là có ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực, đó là xử lý cái mission data, tạm gọi là dữ liệu quyết, với phương pháp thành phần chính. Thì cái nội dung thực ra là cũng không phải là phương pháp thành phần chính, thì mới đầu dự định là sẽ trình bày phương pháp thành phần chính, nhưng mà sau thấy cái thời lượng bài báo cáo hơi dài thì em sẽ trình bày thêm một số phương pháp khác nữa, từ đơn giản cho đến phức tạp. Thì cái phần đầu thì mình sẽ trình bày về giới thiệu về cái dữ liệu quyết, tức là nguyên nhân để gây ra dữ liệu quyết. Phần thứ hai sẽ trình bày các cơ chế gây ra dữ liệu quyết. Phần ba là cái phần chính của cái buổi trình bày báo cáo hôm nay, đó là một số phương pháp để xử lý cái missing data, dữ liệu quyết. Thì sẽ bắt đầu từ những phương pháp đơn giản đến những phương pháp phức tạp hơn, những phương pháp đơn giản, và cuối cùng là với phương pháp PCA. Và phần 4 là cái những phần 3 thì mình sẽ tập trung là nó gọi là single imputation, thì có thể gọi là cái điểm quyết đơn. Thì phần 4 sẽ trình bày một chút về cái multiple imputation, là cái điểm quyết bột. Và thì cái phần giới thiệu thì chúng ta sẽ làm quen với tại sao chúng ta có dữ liệu quyết. Thì thực ra mọi người cũng sẽ hình dung là dữ liệu quyết tức là chúng ta có bộ data, có bộ dữ liệu mà trong đó có những cái quan trắc, những observation mà chúng ta có. Tuy nhiên thì dữ liệu quyết thì cái nó xuất phát từ đâu, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi khảo sát một số cái lý do tại sao gây ra cái hiện tượng này. Thì thông dụng nhất là dùng từ chẳng hạn các bản khảo sát, thì chúng ta chẳng hạn nhất là bên kinh tế, thì chúng ta đưa một cái bản khảo sát để hỏi về một vấn đề gì đó, ví dụ sự hài lòng của khách hàng về việc dịch vụ, ý kiến của khách hàng về cái vấn đề gì, vân vân. Thì sẽ có những cái dữ liệu quyết, tại vì sẽ có những cái người mà họ sẽ có thể các hình thức như là hỏi qua email là chính, thì hỏi trực tiếp hay là hỏi qua điện thoại chắc là ít. Đa số là chúng ta sẽ gửi email hoặc là gửi trực tiếp một cái bản để yêu cầu những người được khảo sát họ trả lời một số câu hỏi nào đó. Tuy nhiên thì thực sự là trong đó, trong câu hỏi có những số câu hỏi ví dụ nhạy cảm, chẳng hạn là họ không muốn trả lời, chẳng hạn hỏi về thu nhập của họ hay hỏi về gia đình, tình trạng gia đình, thì sẽ có những cái câu hỏi mà họ sẽ bỏ trống đấy. Hoặc là một số bản câu hỏi thiết kế dài quá, thấy người ta lười, người ta không muốn trả lời, người ta cũng bỏ qua. Hoặc là dữ liệu quyết, ví dụ đối với trong những cái nghiên cứu về y học, và thì chẳng hạn là một số cái người tình nguyện họ tham gia trong một cái thử nghiệm nào đó, chẳng thử nghiệm về vaccine COVID thì chẳng hạn đấy. Thì khi sẽ có ta có sẽ thử nghiệm vaccine COVID, thì chúng ta biết là sẽ có nhiều cái pha khác nhau, ví dụ pha 1, pha 2, pha 3 gì đó, thì sẽ chỉ có những số người tình nguyện ban đầu họ tham gia, nhưng là họ có thể vắng mặt ở trong số lần kiểm tra đó, hoặc là đến nửa chừng họ thấy có vẻ nguy hiểm đó họ bỏ. Và như vậy thì cái bảng số liệu cuối cùng thì sẽ không có đầy đủ những cái thông tin của tất cả những người tham gia, thì những cái chỗ bị mất đó thì chúng ta sẽ bị quýt dữ liệu, ta sẽ không có đầy đủ. Hoặc là trong những cái khảo sát thì cho với mục đích quản lý như điều tra dân số Việt Nam, chúng ta sẽ hỏi rất nhiều cái thông tin. Tuy nhiên lúc mà cái người làm mà
cái người làm bản khảo sát thì có thể sẽ có một số biến mà ngay ban đầu họ không có nghĩ là sẽ phân tích được. Đấy. Thì họ có thể là trong cái bản khảo sát thì có những cái bản là những câu hỏi bắt buộc điền, hoặc cái câu hỏi là option, tức là người có điền có quyền hay không điền. À, thì do thiết kế thì có thể những một số câu hỏi đó thì có dạng tự chọn thì người ta có thể không điền, nhưng sau đó cái người làm phân tích họ mới thấy là cái hỏi này, cái biến này cũng rất quan trọng. Tuy nhiên là do vậy thì do ban đầu không có bắt buộc tất cả mọi người điền thì như vậy cái bản câu hỏi cuối cùng nó sẽ bị lỗ chỗ, thì có người điền có người không điền. Rồi thì một số đó là một cái số nguyên nhân là phần chính là cho chúng ta lấy mẫu, và là cách thiết kế lấy mẫu. Thứ hai là dự biết cũng thể gia vị thiết kế trong cái design, chẳng hạn như trong nghiên cứu dịch tễ học thì có những cái mẫu thì có thể như thí nghiệm, chúng ta thử nghiệm ví dụ những người về làm khoa thực nghiệm hóa lý vân vân, thì có những thí nghiệm rất tốn tiền, có những thí nghiệm có thể dễ dàng làm được, thì những thí nghiệm rất tốn tiền thì có thể họ không có thực hiện hết trên toàn bộ những cái mẫu khảo sát, mà họ chỉ chọn lựa chọn một số ít thôi. Đấy. Thì như vậy cũng gây ra cái hiện tượng là quýt dữ liệu. Và thì hoặc là cũng trong khảo sát thì do thiết kế thì cái chúng ta không có theo dõi được hết những tất cả những cái tính chất của những cái cá nhân cá thể mà không được chọn trong cái tham gia mẫu. Còn một số trường hợp chẳng hạn như là do quá nhiều câu hỏi, bản câu hỏi có nhiều câu hỏi thì chúng ta chỉ hỏi một số cái tập con, một cái tập con và các câu hỏi đối với người tham gia, thì tất cả cái này sẽ cũng sẽ gây ra cái hiện tượng là quýt dữ liệu. Quýt dữ liệu nó cũng có thể liên kết đến những cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu, ví dụ như là cái gọi là data fusion chẳng hạn. Như chẳng hạn như là chúng ta ở đây có ví dụ bệnh viện, dữ liệu bệnh viện đi, dữ liệu về bệnh nhân của các bệnh viện A và bệnh viện B như điều trị về COVID-19 chẳng hạn. Thì bệnh viện này người ta có một số cái biến, họ khảo sát cái biến, họ cái cách lấy mẫu họ khác, bệnh nhân họ lấy thông tin khác, bệnh viện B họ lấy thông tin khác, kiểu khác, có những biến họ không lấy, và khi gộp tất cả các thông tin từ các bệnh viện lại thì đưa về Bộ Y tế chẳng hạn, thì sẽ có những cái bệnh viện này biến A họ không lấy nhưng mà họ lấy biến B ngược lại được bệnh viện kia. Và khi có một bộ dữ liệu đấy gộp lại đó rất là lớn thì sẽ có sinh ra hiện tượng là biến này có, biến kia không có, và những cái quan trắc này được ghi nhận, quan trắc kia không được ghi nhận. Và là do cái lỗi đo đạc chẳng hạn, là chúng ta có thể lo lỗi đo đạc chẳng hạn như chúng ta đo cái ô nhiễm không khí, chúng ta đặt các sensor các đỉnh trên các tòa nhà đó, thì tại một thời điểm nào đó cái máy nó bị hư chẳng hạn, nó không ghi nhận được cái thông tin tại một số thời điểm cụ thể, thì cũng sẽ gây ra trong cái bản thông tin cuối cùng được gây ra cũng sẽ bị mất. Hoặc là trong những cái nghiên cứu về để cho người tham gia họ tự cái report lại cái kết quả, thì chẳng hạn như là cái dụ cái lượng mỡ mà chẳng hạn để trong cái nghiên cứu về ăn kiêng chẳng hạn, để những người tham gia có thể tự report lại những cái thông tin, có thể họ đưa thông tin có chính xác hoặc là bỏ qua. Đó thì như vậy thì ba cái phần đầu thì mình đã trình bày một số cái vấn đề mà gây ra dữ liệu quýt, và những ngay cả những cái kỹ thuật mà là những cái mô hình chúng ta xây dựng đó thì cũng có thể liên quan đến dữ liệu quýt, hình thành những cái mô hình với các biến ảnh chẳng hạn. Đấy, mô hình với các biến ảnh chẳng hạn như là chúng ta thấy là trong cái ví dụ như là nghiên cứu những cái ý kiến về một cái vấn đề nào, chính trị nào đó, đó. À, khi ta khảo sát thì cái biến ảnh bên bên dưới cái mô hình đó chúng ta không quan sát được đó là gì, đó là cái chẳng hạn như cái lập trường chính trị của mỗi người, ví dụ chẳng hạn ở Mỹ khảo sát thì mỗi hỏi ủng hộ chính sách của ông Donald Trump, ví dụ hỏi người đảng Dân Chủ thì họ ủng hộ không, tất nhiên họ sẽ không ủng hộ người đảng Cộng Hòa. À, thì như vậy cái biến ảnh bên dưới họ tức là nó sẽ tự tự trong cái thiết kế mô hình nó sẽ gây ra cái hiện tượng là missing value. Hoặc là chúng ta nghiên cứu về cái mối liên hệ giữa các của những người trong một cộng đồng với nhau, thì cái biến ảnh bên dưới là cái community companionship hoặc là social space, tức là những người có họp với phạm vi hoạt động, cái chẳng hạn như người làm trong những cái ngành khác nhau họ sẽ có cái quan hệ xã hội khác nhau, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái friendship connection. Và một trong những cái phương pháp
một cái hiện tượng khác là chúng ta nghiên cứu chẳng hạn như trong lĩnh vực causal inference. Đây là một cái chủ đề cũng rất là hấp dẫn và hiện tại cũng đang thu hút được rất nhiều nghiên cứu. Thì trong cái phương pháp này thì causal inference có một cái nghiên cứu gọi là potential outcome, tức là một cái kết quả tiềm năng, tức là giả sử thế chẳng hạn như là giả sử như cái điều đó mà có những cái điều đó đã giả hạn như bây giờ, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh bây giờ tình hình là Covid rất là toang tại vì áp dụng chỉ thị 16 trễ chẳng hạn. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái potential outcome ở đây nghĩa là giả sử như thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cái chỉ thị 16 vào đầu tháng 5 hoặc đầu tháng 4 thì liệu tình hình có thay đổi hay không. Vậy thì những cái tất nhiên là cái đó điều đó chưa có làm, chúng ta đã không đã làm trong quá khứ. Vậy thì với một cái giả sử tưởng tượng như vậy thì những cái data liên quan đến cái đó thì nó cũng gián tiếp gây ra việc là bây giờ chúng ta không có những cái dữ liệu liên quan đó. Đấy là do cái dữ liệu fit nó liên kết với cái phương pháp mà chúng ta nghiên cứu cho cái mô hình. Thì đó là một số cái nguyên nhân mình trình bày một số cái nguyên nhân để gây ra dữ liệu fit. Thực ra có rất nhiều nguyên nhân khác, hay là một số nguyên nhân mà chúng ta thường hay gặp trong thực tế, ví dụ là do khảo sát, do máy móc bị hỏng, do phương pháp nghiên cứu và do cái mô hình chúng ta xây dựng. Ví dụ ở đây là chúng ta có cái bộ dữ liệu về các bệnh nhân ở các có một bộ dữ liệu về 15.000 bệnh nhân trên 250 biến ở một bệnh viện ở Paris, và chúng ta thấy là cái dữ liệu này được dùng để chẩn đoán cho cái việc truyền máu và từ đó thì đưa ra cái việc mà có chữa trị và áp dụng phương pháp chữa trị ở đó hay không, và chúng ta nghiên cứu cái hiệu ứng của việc chữa trị trên cái sự sống sót. Và như vậy từ cái bộ dữ liệu này họ tổng hợp được, họ thấy có rất nhiều cái thông tin thiếu, ví dụ và thông tin thiếu rất là đa dạng. Chẳng hạn như NA đây là người ta vẽ một cái biểu đồ là not available, là không có khả thi, và không có thông tin là không không được làm trước, và not applicable và impossible. Như vậy chúng ta thấy có rất là nhiều dạng mà trong cái bộ dữ liệu này có bị rất là nhiều cái thông tin bị mất đó, và chúng ta cần phải xử lý. Thì đây là một cái ví dụ khác về cái bộ dữ liệu về người ta đo cái hàm cái nồng độ ozone trong không khí đó. Và ở đây đo các máy đo, ví dụ cái MAXPRO3 này là cái nồng độ ozone đó, trong không khí T9 là các chỉ số thời điểm là 9 giờ, 12 giờ, 15 giờ chiều đó. Và VS9, 12 là hướng gió đó. Chúng ta thấy là do các kỹ thuật, là do máy đo thì chúng ta sẽ có xuất hiện rất là nhiều cái giá trị fit ở đây. Và như vậy thì ở đây thì nếu như dữ liệu fit xuất hiện trong cái bộ dữ liệu ta thì nó sẽ gây ra các ảnh hưởng gì? Thì ảnh hưởng có dữ liệu fit thì nếu mà may mắn, tức là cái sự mà fit dữ liệu á, nó không có liên quan đến những cái biến mà cái thông tin mà chúng ta cần nghiên cứu, những thông tin mà chúng ta muốn giải thích thì nó không có impact gì hết. Đó là cái điều trường hợp này là may mắn. Tuy nhiên thông thường là chúng ta sẽ không rớt vào trường hợp này. Thì trường hợp thứ hai là nếu như dữ liệu fit nó liên quan đến những cái thông tin mà chúng ta muốn khám phá, những thông tin mà chúng ta muốn suy diễn. Ok. Thì cái ảnh hưởng của nó sẽ phụ thuộc, thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ cái dữ liệu bị mất đi. Tức là chẳng hạn như trong bộ dữ liệu đó, như trong một dữ liệu là chúng ta mất nhiều hay mất ít, kiểu mất 5% nó sẽ khác với mất 20%, 30% và 50%. Và thứ hai là nếu chúng ta để cái bộ dữ liệu này thì khi chúng ta thực hiện những cái bước khác như là thống kê, mô tả, kiểm định, đưa ra cái quyết định thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm là sai lệch hoặc là kém chính xác đi, thì cái quyết định chúng ta nó sẽ bị kém chính xác đi. Và như vậy đặt ra cái nhu cầu là chúng ta phải tìm một cách để xử lý cái những cái để khắc phục cái hiện tượng này và xử lý nhiều được fit. Thì là có những cách dữ liệu fit như nào, thì cách đơn giản nhất là khi ta không bộ dữ liệu và chúng ta xóa hết những cái hàng cái cột mà có bị fit dữ liệu đi. Thì cách này là cách dễ nhất, là không có gì phức tạp hết và mọi người đều có thể làm được. Tuy nhiên thì cái này nó không có tốt. Tại vì khi nếu mà cái cách này nó chỉ tốt thôi nếu như cái lượng thông tin bị fit đó, cái số lượng quan trắc mà bị mất đi đó, nó là chúng ta không quan sát được.
thì nó ít, ví dụ nó chiếm 2% 3% nên thì chúng ta xóa đi nó không ảnh hưởng gì đến cái lượng thông tin còn lại đó. Tuy nhiên thì nếu mà lượng cái dữ liệu số phần trăm, cái tỷ lệ dữ liệu mà viết trong tập dữ liệu nó rất là lớn, như chiếm đến 20% 30% thì cái việc này nó sẽ làm mất rất là nhiều thông tin mà chúng ta đang muốn phân tích, chúng ta đang muốn khám phá đó. Như vậy thì cái cách này nó chỉ hữu hiệu hữu ích khi cái lượng mà thông tin mà quyết cái data, cái machine learning nó nhỏ. Và vấn đề ở đây nhỏ như thế nào cũng là một cái vấn đề, ví dụ như đối với mọi người, người ta cho rằng là 5% là nhỏ, nhưng mà người khác người ta thấy là 5% vẫn cao quá, 1% mới là nhỏ, cho nên cái này nó cũng là một vấn đề đó. Thì phương pháp tốt hơn là chúng ta sẽ dùng một cái gọi là kỹ thuật để decrypt, người ta gọi là impute data, imputation, là chúng ta dùng một số các kỹ thuật. Thì một trong những kỹ thuật mà đơn giản nhất mà mọi người hay làm mà thông thường là, chẳng hạn như trong một cái vector dữ liệu chúng ta có một vài giá trị NA, thì chúng ta muốn decrypt thì chúng ta làm gì? Chúng ta thay thế bằng nó bằng giá trị trung bình chẳng hạn, hoặc là thay thế nó bằng trung vị mốt của tính trên những cái giá trị mà họ đã quan quan trắc được. Thì cách này nó có ưu điểm và nhược điểm riêng, thì lát thôi chúng ta sẽ phân tích trong cái phần sau. Thì cách này thì cũng là một cách rất là đơn giản. Hoặc là chúng ta dùng những phương pháp và phức tạp hơn một chút, đó là chúng ta có thể decrypt, là imputation, chúng ta impute cái machine learning bằng phương pháp hồi quy và phương pháp thập phần chính, hoặc là dùng random forest vân vân. Đấy là, và một cách thứ ba là mức cao nhất là chúng ta sẽ thiết kế riêng một cái phương pháp mà để xử lý những cái dữ liệu này, tức là đối với những cái dữ liệu phức tạp gắn với những cái mô hình thống kê phức tạp, thì chúng ta sẽ tùy vào tính chất của cái mô hình đó. Đó. Có bạn nói là không nghe được, mọi người vẫn được nghe tốt chứ nhỉ? Nghe tốt đấy. Ok. Tôi thì thấy nghe tốt. Rồi, thì cái phương pháp thứ ba là một phương pháp là rất là tốt, có ưu điểm, tuy nhiên nó cũng phức tạp, nên nó đòi hỏi cái người xử lý phải có cái trình độ, cái kiến thức thống kê, cái kiến thức toán tốt, tại vì nó gắn liền cái mô hình nữa, nó gắn liền cái dạng của dữ liệu, cho nên thông thường á thì đa số dạng phân tích sẽ tập trung vào cái dạng thứ hai, tức là chúng ta sẽ xem xét xem cái tính chất của cái tập dữ liệu với cái dữ liệu quyết nó như thế nào. Đấy, và chúng ta chọn một cái phương pháp phù hợp. Thì một trong những phương pháp thông dụng nhất là người ta hay dùng, đó là phương pháp phân tích thập phần chính, PCA. Tất nhiên phương pháp này nó cũng có cái nhược điểm, nó có ưu điểm là khi cái mối quan hệ giữa các biến trong cái bộ dữ liệu chúng ta nó có quan hệ tương tính mạnh đó. Tại vì bản chất của phân tích thập phần chính là nó sử dụng một cái tổ hợp tuyến tính để dựa trên những cái tập hợp biến quan trắc, thì nếu như các tập hợp biến chúng ta có mối quan hệ tuyến tính mạnh đó thì cái phương pháp này hữu ích. Còn nếu nó có mối quan hệ không phải tuyến tính phi tuyến chẳng hạn, thì trong trường hợp đó thì cái phương pháp dùng cái random forest thì nó lại hữu ích hơn. Tuy nhiên thì trong nội dung cái bài nói này thì mình sẽ trình bày chủ yếu là về cái phương pháp thập phần chính. Rồi thì chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, đó là cái một số cơ chế đã gây ra cái dữ liệu quyết. Tại vì chúng ta muốn xử lý được cái dữ liệu quyết thì chúng ta phải hiểu rõ được cái cơ chế, cái nó tại sao cái cơ chế gây ra dữ liệu quyết như thế nào. Thì để làm việc được với dữ liệu quyết thì chúng ta cần phải hiểu hai vấn đề, đó là cái như là cái pattern, là chúng ta gọi cái mẫu của cái dữ liệu quyết. Thứ hai là cái cơ chế mà dẫn đến cái sự mất dữ liệu. Ở đây thì người ta chia nó làm ba dạng như sau. Thì thứ nhất là cái gọi là univariate. Thì giả sử đến chúng ta sẽ minh họa giống như hình vẽ như này, tức là trường hợp đơn giản nhất là chúng ta có bộ các biến đó. Như ở đây là n hàng p cột, và có một số cái biến mà có dữ liệu mất nó chỉ tập trung vào một biến thôi, nó như thế này. Đấy. À, là cái trường hợp này rất đơn giản, thì cái cách xử lý nó cũng không có gì phức tạp lắm. Trường hợp thứ hai nó sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng mà nó là monotone, tức là chúng ta sẽ có vẫn có một dãy các biến quan sát được đầy đủ x1, xp, và các biến mà bị mất là z1, z q, và nó mất theo kiểu tăng dần như thế này.
Tức là thường là trong những cái biến này là trong những cái khảo sát về y học, thì hoặc là những khảo sát về thì khi một người tham gia họ có những cái biến này, như họ bỏ thì tất cả những cái biến liên quan phía sau đó, sau này mất dần dần. Đấy. Và cái trường hợp thứ ba là trường hợp mà phổ biến nhất, đó. Trường hợp mà phổ biến nhất cũng là phức tạp nhất, đó là nó chỗ nào nó mất, chúng ta thấy là chỗ nào nó có dữ liệu khiếm khuyết. Đấy. Đây là cái trường hợp mà thường gặp nhất xử lý, chúng ta cũng ít khi nào gặp trường hợp này. Đấy. Rồi đi, để phân tích cái cơ chế gây ra dữ liệu khuyết thì chúng ta sẽ xét như này, chúng ta xét cái X là một cái tập hợp mà cái bộ dữ liệu chúng ta quan trắc được đấy, biết có hệ biến dạng ma trận. Thì chúng ta chia nó làm hai phần ở đây, X of là chúng ta chỉ là những cái tập các biến mà chúng ta có thể quan sát được đầy đủ, và X miss là chứa những cái tập các biến chứa những cái giá trị khuyết. Là như vậy chúng ta cũng có cái bộ là list là một cái bộ cái mô hình mà dữ liệu đầy đủ. Và giờ giả sử chúng ta có p x thì có p biến, là chúng ta sẽ đặt một cái ma trận m là ma trận chỉ số. Thì ma trận chỉ số nó sẽ được đặt như thế này, là m ik nó sẽ bằng một nếu cái giá trị tương ứng với x ik nó ta là ghi nhận được, quan trắc được, và bằng không nếu mà nó chúng ta nó sẽ bị mất. Thì chẳng hạn chúng ta ví dụ như này, hay có cái ma trận x này. Đấy. Thì những chỗ đánh dấu hỏi, những chỗ đánh dấu hỏi tức là những chỗ mà bị khuyết dữ liệu, thì chúng ta có cái ma trận M tương ứng ở đây. Chúng ta sẽ ghi nhận như này là một, ví dụ là 6 là những giá trị quy định thì chúng ta là nó nhận số 1. Đó, và những chỗ chỗ bị khuyết thì chúng ta là nó sẽ nhận giá trị 0. Và như vậy thì sẽ có ba cái cơ chế gây ra sự khuyết dữ liệu, nó sẽ phát triển như thế này. Thứ nhất là người ta gọi nó là missing completely absent MK. Thì cái này cái trường hợp nhận dạng này khi cái chúng ta gọi M là cái missing pattern, và cái dữ liệu X quan sát được, tức là ở đây là cái phân phối của M nó không phụ thuộc, nó độc lập hoàn toàn với cái dữ liệu. Thì như vậy là cái này gọi là missing completely absent. Nó chỉ phụ thuộc vào nó không có phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu là cho dù là quan sát được hay không. Thì cái trường hợp này thường là chẳng hạn là máy móc cái ghi nhận nó bị hỏng hóc do cái nguyên nhân ngẫu nhiên nào đó thì nó không ghi nhận được dữ liệu khuyết, thì cái phân bố của cái missing pattern này là nó không phụ thuộc vào cái tập dữ liệu. Trường hợp mà thứ hai đó là missing at random, tức là đây chúng ta có cái phân bố của cái missing pattern M này, nó chỉ phụ thuộc vào những cái dữ liệu đã quan sát được, nó độc lập với cái dữ liệu bị mất. Và trường hợp thứ ba là missing not at random, là trường hợp còn lại, là trong trường hợp này đây là trường hợp khó nhất, là cái missing pattern M là nó sẽ phụ thuộc vào, quan trọng nhất là nó phụ thuộc vào những cái giá trị, những cái biến mà mình không quan sát được. Đấy. Và vì không quan sát được mà nó lại phụ thuộc vào đó, cho nên là nó rất phức tạp để xử lý trong cái trường hợp này. Thì hầu như là trong tất cả các phương pháp mà phân tích liên gắn liền với cái dự xử lý dữ liệu quyết đó, chúng ta sẽ giả sử là cái trường hợp là missing at random. Và như vậy tóm tắt lại ba cái dạng mà cơ chế cái đám dữ liệu, thứ nhất là missing completely at random, ở đây tức là cái sự mà có mặt ở vắng mặt của dữ liệu nó độc lập hoàn toàn với cái biến mà quan sát được và các tham số mà chúng ta quan tâm. Và cấp độ phức tạp hơn một chút, tức là cái dữ liệu mất đó, nó sẽ phụ thuộc vào cái dữ liệu mà đã quan sát được. Và trường hợp khó nhất đó là trường hợp là cái missing pattern là cái dữ liệu gây ra để cho chúng ta kiểm soát cái sự mất hay không á, nó phụ thuộc vào luôn cái những dữ liệu không quan trắc được. Đây là trường hợp khó nhất.
Chúng ta xét một cái ví dụ sau để minh họa cho ba cái cơ chế này. Giả sử chúng ta có cái quan sát một cái tuổi và thu nhập của bốn người thế này, và chúng ta có cái thu nhập ở đây là không quan sát được NA, chúng ta có cái biến chỉ số M tương ứng. Thì giả sử nếu cái trường hợp này á là missing completely at item MK, thì có nghĩa là cái sự mất mát, cái sự là quýt dữ liệu ở trong cái biến income, biến thu nhập này nó không phụ thuộc vào cái biến tuổi và biến thu nhập. Có thể là một lý do nào đó, chẳng hạn như trong quá trình nhập liệu, cái người nhập liệu vô tình xóa mất cái ô này, hoặc là bị sót, bỏ sót, cho nên không ghi nhận được là cái lỗi đó là lỗi hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu nó không có bị ảnh hưởng bởi cái các biến khác mà chúng ta đang phân tích. Còn nếu cái cơ chế cái sự mất dữ liệu nó là missing at random, thì có nghĩa là cái sự mất mát trong cái biến thu nhập này, income này, là nó không phụ thuộc income, nó chỉ phụ thuộc vào cái biến age, cái biến tuổi. Thì ở đây có thể một cái hình thức giải thích ở đây là chẳng hạn chúng ta để ý là ví dụ cái sự mất này nó nằm ở những người có độ tuổi rất là thấp đấy, 19, hoặc là những người có độ tuổi rất cao 68, vậy có thể có một cái lý giải này là có thể là những người trẻ tuổi, là những người lớn tuổi, họ có xu hướng là khi được khảo sát họ không muốn cho biết thu nhập của họ. Những người trẻ như 19 tuổi có khi cũng không có thu nhập, đi làm họ cũng không biết. Người lớn tuổi rồi thì có thể là họ cũng không quan tâm đến việc này, họ không thích đưa ra thu nhập của họ. Cho nên là như vậy thì trong trường hợp này missing at random này, tức là cái sự mất mát trong cái biến này nó chỉ bị ảnh hưởng bởi cái biến mà chúng ta quan sát được. Và nếu như trường hợp thứ ba, chẳng hạn như là cái lớp chưa sợ là missing not at random, tức là thì ở đây có cái lý giải trong trường này là cái cơ chế cái sự mất mát trong dữ liệu này nó sẽ phụ thuộc vào cả hai luôn, nó vừa phụ thuộc vào biến tuổi, nó lại vừa phụ thuộc vào cái biến thu nhập. Thì có thể giải thích là chẳng hạn như ở đây là nó phụ thuộc vào những người trẻ, những người giàu, những người trẻ thì 19 tuổi thì chưa có công ăn việc làm ổn định thì thu nhập của họ có thể sẽ không cao. Thì khi những người thu nhập không cao thì họ cũng không, ví dụ xấu hổ, họ không muốn cho biết cái thu nhập của mình. Còn những người lớn tuổi chẳng hạn là những người mà họ có cái thu nhập rất là cao, như vậy thì nhiều tiền họ cũng không thích cho biết nữa. Như vậy thì cái sự mất mát này nó vừa phụ thuộc vào cái giá trị của biến income, là cái biến mà chứa những cái giá trị khuyết, và phụ thuộc vào cái độ tuổi nữa. Thì đây là trường hợp mà khó phân tích nhất. Thì nếu chúng ta chia cái thang đo của sự phức tạp á, thì như vậy cái missing, nếu như cái cơ chế mất dữ liệu là missing completely at random, hoặc là missing at random, nó sẽ lẫn nhau. Tất nhiên là cái missing at random này nó sẽ cao một chút, nó phức tạp một chút. Tuy nhiên cái missing at random là nó ở cái cấp độ rất là xa so với hai này, là nó phức tạp rất là xa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có cách nào để tôi kiểm tra được nhưng phải có bộ dữ liệu, chúng ta làm sao chúng ta biết được cái cơ chế để gây ra cái sự mất dữ liệu này không? Làm sao chúng ta xác định được cái nhiều trong một tập dữ liệu có cái những cái dữ liệu quyết, để làm sao chúng ta biết được thế khi nào là cái tập dữ liệu là missing completely at random, khi nào là làm hết, missing at random là trường hợp thứ ba. Đấy. Thì cái việc kiểm tra là hai cái trường hợp đầu á, thì chúng ta có thể kiểm tra được ví dụ thông qua chẳng hạn như là vẽ đồ thị, xác định phân bố của nó. Đấy, tuy nhiên là hầu như là các phân tích sẽ dựa trên cái giả định là cái bộ dữ liệu chúng ta là missing at random. Còn có cách nào để xác định cơ chế cái dữ liệu missing nó at random hay không? Tại vì cái này là không thể. Tại vì sao? Tại vì cái như là cái theo cái định nghĩa của nó đó, là cơ chế này cái sự mất mát dữ liệu nó vừa phụ thuộc vào cái biến mà quan sát được, nó vừa phụ thuộc vào cái biến không quan sát được, mà chúng ta là không quan sát được, nó phụ thuộc ở đó thì không có cách nào để xác định được. Đấy, do đó thì một cái người làm phân tích đó là bắt buộc phải chấp nhận một cái giả định về cơ chế cái là sự mất dữ liệu mà không có cái khả năng để kiểm tra nó. Và như vậy thì thông thường trong tất cả các phương pháp thống kê thì người ta sẽ đều giả sử cái bộ dữ liệu chúng ta, tức là cái cơ chế của nó
xây dựng trên cái giả sử là bộ dữ liệu chúng ta là Machine Learning. Còn cái trường hợp này rất là phức tạp để phân tích. Rồi thì ở đây thì chúng ta có một cái tính chất nữa mà có thể cho phép chúng ta bỏ qua cái cơ chế cái ra sự mất dữ liệu là chúng ta dựa trên cái ở đây giả sử như là chúng ta X là một cái phân bố Gaussian phân bố chuẩn, có cái theta là cái vector tham số như là vector kỳ vọng V và ma trận về phương sai sigma. Như vậy thì khi chúng ta chẳng hạn chúng ta dùng cái ước lượng hợp lý cực đại chẳng hạn, chúng ta là xây dựng cái hàm hợp lý là đây là dựa trên cái x là giá trị quan sát đường, m là cái missing pattern, và theta là hàm số, và phi này hay là có thể là một tham số nó bị nó phụ thuộc vậy mà. Và như vậy chúng ta biểu diễn cái trong cái ước lượng hợp lý cực đại, chúng ta biểu diễn cái hàm f x of m này thì nó sẽ bằng tích phân của f x of x là cái những cái biến tương ứng những biến chúng ta không quan sát được. Và nếu chúng ta phân tích ra được thì nó sẽ có dạng như này. Và nếu như dưới cái giả định là tập dữ liệu chúng ta là missing random hoặc là missing completely random thì chúng ta sẽ thấy là theo cái định nghĩa đó thì cái phân bố của cái missing pattern nó chỉ phụ thuộc vào cái biến mà chúng ta tập những biến chúng ta quan sát được, vậy nó sẽ độc lập với cái x-mix này. Chúng ta thấy đơn giản cái hàm này bằng cái hàm này, và khi đó nó sẽ cho phép chúng ta rút gọn được cái hàm hợp lý để xây dựng là f x of và m. Và chúng ta hãy bỏ qua được chúng ta như vậy trong cái phân tích cái ứng lượng hợp cực đại á, thì dựa vào cái cơ chế là ignorable missing value này thì chúng ta có thể làm việc xây dựng để ước lượng cái tham số mà không cần đụng tới những cái biến mà không có quan trắc được như là x-mix, và chúng ta chỉ dựa vào những cái tập dữ liệu mà quan sát được thôi. Và như vậy thì trong tất cả những phân tích thống kê thì một cái giả định quan trọng nhất đó là cái tập dữ liệu đó nó phải có thỏa cái điều kiện là cái missing f-random. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần phần 3. Thì phần 1 và phần 2 thì thầy cô và các bạn có câu hỏi gì không cho cái này chúng ta đi qua. Cái chỗ hàm hợp lý đấy anh cũng chưa hiểu lắm, có thể nói lại đúng không, là tại sao có thể loại bỏ cái dữ liệu khuyết thiếu đi? Thì mình khi mình xây dựng cái hàm hợp lý bình thường là nó như thế này đúng không? Thế là anh thấy là đây giờ mình lấy cái hàm là dựa trên x of và là lấy tích phân và theo cái x-mix. Và ở đây mình phân tích nó ra là nó sẽ bằng dùng cái công thức mình phân tích cái hàm xác suất phân hàm mật độ có điều kiện thôi, mình sẽ phân tích là f x of x-mix và nhân với fm điều kiện x of x-mix. Đấy. Và ở đây thì theta là tất nhiên là cái tham số này nó phụ thuộc vào x, còn cái phi này nó phụ thuộc m, không có gì hết. Theta này có thể có không, có thể không có. Rồi thì tới đây thì đối với mắt lý cực đại thì mình sẽ đi xác định cái tham số làm tính cái log của cái này và tìm cái nghiệm cực đại thả cái theta để làm cho cái hàm này cực đại. Tuy nhiên thì ở đây nó nếu mình để nguyên như này á, thì cái hàm ta vẫn phụ thuộc vào cái x-mix. Thì ở đây thì nếu mà cái nếu bộ dữ liệu là missing f random thì quay lại cái định nghĩa của cái missing f random hoặc là missing completely f random thì chúng ta sẽ thấy là nếu như dữ liệu là nó thuộc vào hai cái dạng này, cái dữ liệu quýt á, thì cái missing pattern m nó chỉ phụ thuộc vào những cái biến mà quan sát được thôi, nó không có phụ thuộc vào những cái biến mà không quan sát được. Đấy. Thì mình dựa vào cái điều kiện đó, cái tính chất đó đó. Đấy thì
thì ở đây thì vì do cái cơ chế cái gây mất dữ liệu chúng ta là giả giả sử là dưới cái giả định là missing addendum hoặc là tốt hơn nữa là complete addendum, thì rõ ràng là cái hàm mật độ có điều kiện là fm điều kiện x of x-mid này nó chỉ còn là fm điều kiện x of rồi, nó đồng là với x-mid, và như vậy cái hàm này nó không có dính liên quan gì tới những cái biến mà bị mất hết, biến chứa những cái giá trị quýt này hết, và như vậy mình có thể rút ra ngoài. Và như vậy khi mình lấy tích phân của cái hàm này với toàn bộ theo cái x-mid thì mình sẽ đơn giản được, thì cái này nó sẽ bằng là x of theta theta đó, và mình như vậy thì cuối cùng là cái hàm hợp lý nó không có liên quan gì tới cái biến mà chứa những cái giá trị quýt hết, và mình có thể tiếp tục cái phương pháp cái ước lượng cái tham số theta mà không có liên quan gì tới cái biến mà không quan trắc được. Đó là cái ý tưởng dùng cái giả định là missing addendum. Ok, cảm ơn Hà. Rồi thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với thầy cô và các bạn một số cái phương pháp để xử lý dữ liệu quýt. Chúng ta sẽ đi từ cả những cái phương pháp mà đơn giản nhất cho đến phương pháp nó sẽ phức tạp hơn. Thì trước khi thông thường là chẳng hạn như chúng ta làm thống kê đó thì chúng ta cũng phải làm để trước khi phân tích thì chúng ta phải làm thống kê mô tả. Thì đối với cái phân tích dữ liệu quýt đó thì trước khi vào phân tích thì chúng ta cũng sẽ làm một cái bước cũng giống như thống kê mô tả gọi là visualization, tức là chúng ta vẽ cái mô tả dữ liệu quýt bằng các đồ thị. Thì sẽ có một số dạng đồ thị cho phép chúng ta, quan trọng nhất là khi chúng ta phân tích một bộ dữ liệu có dữ liệu quýt trong đó thì chúng ta cần xác định được được là có bao nhiêu biến chứa các dữ liệu quýt, cái phần trăm bị mất là bao nhiêu, nếu mất ít hay mất nhiều, mất nhiều thì nó sẽ cái việc xử lý nó phức tạp hơn. Đấy. Thì chẳng hạn thì có một số dạng đồ thị thì được cung cấp bởi các gói trong R như gói Vim của tác giả Tem hoặc là Nanina của Cheney hoặc là Factormine. Đấy. Thì nó sẽ cho phép chúng ta vẽ một số cái dạng đồ thị mà rất là hữu ích cho chúng ta phân tích. Ví dụ chẳng hạn cái đồ thị đầu tiên này đó, thì chẳng hạn trong cái tập dữ liệu nó cho phép ta liệt kê ở đây tập dữ liệu này có các biến. Đấy, thì nó sẽ liệt kê là cái tỷ lệ dữ liệu quýt bị mất trong từng biến. Đó. Thì chẳng hạn như cái biến đầu tiên là biến neon 12 này nó có tới khoảng 37-38% dữ liệu bị mất ha. Đấy, rồi cái biến T15 vân vân. Đấy. Thì giờ chúng ta sẽ biết được cụ thể là đối với mỗi biến là cái tỷ lệ dữ liệu quýt mất bao nhiêu. Còn cụ thể hơn nữa là nó vẽ chúng ta cái ma trận cái phát phần này đó. Và nó cho phép chúng ta cái mối liên hệ chẳng hạn như cái biến neon 12 này những cái chỗ mà màu đỏ này đó là tượng trưng cho những cái chỗ mà dữ liệu mà bị quýt không quan trắc được đó. Đấy thì những chỗ màu xanh là quan trắc được, vì từ từ dựa vào cái cơ chế dựa vào cái đồ thị này chúng ta cũng có thể đoán được và là có thể dự báo được cái cơ chế mất dữ liệu, tức là chỉ phụ thuộc vào là nó làm missing completely random hay không hoặc là not random. Ví dụ như những cái chỗ mà bị mất này mà nó mất một cách có hệ thống, tức là những biến này nó đi cùng với nhau chẳng hạn, cái chỗ này mất thì chỗ kia nó mất, thì chúng ta sẽ tính năng chúng ta sẽ loại trừ được là cái tập những cái biến này nó mất đó, nó không phải là completely random mà nó là missing random hoặc là not random. Thì chẳng hạn tại nếu biến này mất thì biến này mất theo hoặc là biến kia sẽ mất theo đó, thì nó là một sự mất có hệ thống. Và nếu mà cái cơ chế có cái dữ liệu là missing completely random đó, thì nó sẽ cái pattern này nó sẽ khác. Với cái box plot này, cái đồ thị thứ ba là cái đồ thị phân tán giữa từng cặp biến đó, thì nó cũng sẽ cho phép ta xác định cái mối liên hệ giữa từng biến, rồi cái box plot màu xanh là cái phân bố của cái tập dữ liệu ứng với những cái giá trị quan trắc được, và cái màu đỏ là khi mà phân bố là khi bị mất dữ liệu. Và như vậy thì khi chúng ta thực hiện cái bước mô tả này thì chúng ta cũng xác định được là cái hướng để phân tích dữ liệu như để xử lý dữ liệu quýt như thế nào. Và thì tiếp theo thì sẽ trình bày với thầy cô và các bạn một số cái đây là cái dàn ý để trình bày. Thì thích đó là đối với phương pháp mà đơn giản đó, thì chúng ta có cái phương pháp đơn giản nhất là complete scale analysis, tức là chúng ta xóa đi các hàng các cột.
Rồi. Sau đó là các phương pháp nó cũng đơn giản nhưng mà nó không có đơn giản như cái phương pháp đầu tiên, là chúng ta sẽ thay thế cái giá trị quýt nó bằng giá trị trung bình hoặc là mốt hoặc là median, hoặc là sau đó chúng ta dùng hồi quy và dùng một cái phương pháp là candidate neighbor. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét cái cách tìm quýt mà sử dụng cái thuật toán EM và kết hợp với cái John model lại với cái phân bố Gauss. Và cái phần tiếp theo là cái định quyết cái imputation với cái phương pháp thực hành chính. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi từ cái phương pháp mà đơn giản nhất. Cái condition analysis này có nghĩa là gì? Là trong tập dữ liệu chúng ta bị mất như thế này, thì đơn giản nhất là có những hàng những câu nào bị mất chúng ta xóa đi, đấy, xóa đi, bỏ nó đi. Đó, thì đây là cách dễ làm nhất mà cách mà mọi người đã có thể nghĩ ra đầu tiên khi chúng ta chẳng hạn ví dụ có một vector dữ liệu, chúng ta có một số dữ liệu quýt thì chúng ta loại bỏ nó ra khỏi cái tập dữ liệu chúng ta. Đấy. Thì như cách này thì nó ưu điểm của nó là dễ và thực hiện và có thể là nó hữu ích khi cái tỷ lệ cái dữ liệu mà bị quýt trong cái tập dữ liệu chúng ta nó rất là ít. Đấy. Ví dụ nó chiếm khoảng 1-2%, chúng ta chẳng hạn chúng ta có khoảng một cái tập dữ liệu có 1.000 quan chắc. Đấy. Đấy. 1.000 observation, cho nên chúng ta chỉ bị mất vài giá trị thôi, ba bốn giá trị, cái việc chúng ta bỏ đi thì nó là dễ, nó không cần dùng phương pháp gì phức tạp nữa. Đấy. Tuy nhiên ở đây cái định nghĩa thế nào là nhỏ thì nó cũng là một vấn đề. Đấy. Có người thì cho là 5% là nhỏ, có người là 10% là nhỏ chẳng hạn. Đấy. Tất nhiên thì cái quy ước thì nó là người ta nói là không nên nhiều hơn quá 5% cái tập dữ liệu. Và cái hạn chế của cái phương pháp này thì nó sẽ làm vì chúng ta xóa đi mà cho nên nó sẽ làm mất cái thông tin. Đấy, nó làm mất thông tin thì nó sẽ có hai cái dạng, đó là nó làm tăng cái phương sai của cái ước lượng, tăng phương sai của tham số ước lượng và nó sẽ gây ra cái chật cái độ chật khi mà cái dữ liệu chúng ta làm mất gọi là có hệ thống. Đấy. Đấy. Mất có hệ thống này có nghĩa là chẳng hạn như là khi chúng ta hỏi gửi một cái bản, chẳng hạn chúng ta gửi gửi một cái bản khảo sát về thu nhập chẳng hạn. Đấy. Thì những người có thu nhập mà thấp và những cái thu nhập quá cao, những người chẳng hạn thu nhập rất là thấp, họ có xu hướng là không muốn trả lời, không muốn trả lời, thì như vậy thì đó là gọi là mất, có nghĩa là chúng ta mất hoàn toàn những cái thông tin về cái việc đó. Thì chẳng hạn chúng ta là để tính cái thu nhập trung bình của người dân trong một quận, đấy chúng ta sẽ đi khảo sát, gửi một bản khảo sát cho từng người và đền. Tuy nhiên những người có thu nhập thấp mà họ không có muốn trả lời, họ bỏ trống, và nếu chúng ta xóa cái những cái thông tin liên quan đến những nghề đi, và chẳng hạn chúng ta kết luận thu nhập trung bình thì chúng ta sẽ cái luận sẽ nhận nó sẽ bị sai. Tương tự là những người có thu nhập là cao họ cũng không muốn trả lời. Đó. Và như vậy khi chúng ta dùng cái phương pháp này chúng ta xóa đó thì cái kết luận cái phân tích cứ được cái tham số nó sẽ bị cho là cái nó sẽ bị chật đi sai rồi. Thì như vậy cái phương pháp tiếp theo là đơn giản hơn, thay vì xóa thì chúng ta sẽ thay thế những cái giá trị quýt bằng giá trị trung bình. Đây là cũng là một cách mà mọi người hay làm khi phân tích dữ liệu quýt. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta có một cái bộ dữ liệu về thu nhập, về tuổi, những cái chỗ dấu hỏi đây là bị quýt và income là thu nhập tương ứng của những người này. Đấy. Và nếu những chỗ này này thì chúng ta nếu chúng ta không xóa thì chúng ta sẽ đi lấy những cái chúng ta điền vào những cái chỗ của dấu hỏi, những chỗ bị mất này, bị quýt này này lại thì bằng giá trị trung bình của những cái tổng tổng của những trung bình và tổng giá trị chúng ta quan sát được. Đấy. Và tương tự income chúng ta điền vào. Và như vậy cái này điền này thì nó có ưu điểm nó như thế nào thì chúng ta sẽ coi một cái mô phỏng phía sau để phân tích cái hiệu quả cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Thì trong cái mô phỏng này thì chúng ta sẽ mô phỏng một cái bộ dữ liệu nhiều chiều đã gồm cái tập biến SI chẳng hạn với N quan trắc, đây chúng ta chọn N 300 và giá trị trung bình của X và Y sẽ bằng 0 với cái phân sai bằng 1 và cái hai biến này có tương quan cao, hệ số tương quan của nó là correlation là 0,7. Như vậy chúng ta cũng sẽ xét luôn được cái ảnh hưởng là nếu chúng ta thay thế như thế này thì cái thay những cái giá trị trung bình thì nó tác động với cái biến khác như thế nào.
À, như vậy đây thì chúng ta sẽ giả sử đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái bộ dữ liệu đầy đủ và làm mất đi 70% để xem mà cái tác động của việc mất dữ liệu này như thế nào. Và đầu tiên là như thế là sau đó chúng ta sẽ có vẽ một cái đồ thị, như cái đồ thị hồi nãy đầu về trong cái phần visualization thì các cái bữa seminar phía sau thì có thấy có các bạn sẽ làm cái thành trên rồi. Thì chúng ta như vẽ cái này là x và y và box plot chúng ta vẽ cái đồ thị phân tán ở đây, tại vì chúng ta thấy là cái hệ số liên quan nó cao rồi, chúng ta thấy là cái ta biểu diễn là cái mô hình phẳng tính, và cái box plot này là tương ứng với những giá trị quan trắc đường, và cái đường màu đỏ này nó sẽ đếm luôn là có bao nhiêu giá trị fit, tại vì chúng ta chọn là 7% và đây là nó chúng ta nên có 210 giá trị fit đối với cái biến y. Vậy thì nếu chúng ta thay thế bằng những cái chấm màu đỏ và chúng ta những cái giá trị mà chúng ta quan trắc được, và nếu chúng ta thay thế bằng min thì như vậy thì chúng ta thay thế tất cả, chúng ta tính trung bình là chúng ta thay thế tất cả những giá trị fit bằng giá trị trung bình của nó, là đây cái màu xanh này. Vậy thì cái ưu điểm của phương pháp này là gì? Là nó sẽ bảo toàn cái giá trị trung bình của cái tập dữ liệu được điền fit. Tất nhiên rồi, vì chúng ta điền tất cả các giá trị mất bằng trung bình mà. Đấy. Tuy nhiên một cái nhược điểm của nó rất là lớn là nó sẽ làm giảm cái phương sai, nó làm giảm cái variability của cái tập dữ liệu. Thì đơn giản là vì chúng ta ép tất cả những giá trị không quan sát được bằng một cái đường thẳng với cái là giá trị trung bình. Cho nên thì cái phương sai nó sẽ giảm xuống, và phương sai nó thì giảm xuống đó. Và thứ hai là khi chúng ta thì như vậy cái độ lệch chuẩn nó sẽ giảm, thì cái này nó sẽ rất là nó sẽ có cái hại, là cái hại chúng ta làm gì? Cái thống kê suy diễn như là tìm khoảng tin cậy đấy, thì cái khoảng tin cậy chúng ta nó sẽ do cái phương sai nó nhỏ, nó bị underestimate thì cái khoảng tin cậy nó sẽ bị nhỏ hơn so với bình thường. Và một cái khác là khi mà thay thế tất cả các giá trị fit bằng giá trị trung bình này, nó sẽ phá vỡ cái mối tương quan giữa cái biến này và biến khác. Nó không có giữ, tại vì giả sử chúng ta có một biến thôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà không có khi nào là trong thực tế chúng ta làm việc với một biến hết, chúng ta làm việc với rất là nhiều biến, và nếu các biến này có tương quan với nhau thì khi chúng ta thay thế cái biến những cái giá trị bị quyết đối với biến này bằng giá trung bình thì như vậy nó sẽ phá vỡ đi cái tương quan của biến này với các biến khác. Ở đây chẳng hạn trong mô phỏng này, ví dụ là cái giá trị và những cái giá trị màu xanh này là những giá trị thật, chúng ta thấy là trung bình của x của y bằng 0 và sigma bằng 1, và cái hệ số tương quan của gì là 0,7. Tuy nhiên là sau khi điền fit bằng giá trị trung bình thì chúng ta thấy là nó vẫn giá trị trung bình nó vẫn là gần như bằng 0, thì nó không thay đổi gì. Đó. Tuy nhiên là cái phương sai cái độ lệch chuẩn đó, ước lượng của y đó, nó bị giảm xuống. Đó, thì do chúng ta thay thế tất cả những giá trị fit bằng một cái đường thẳng với giá trị trung bình như này. À, nó chỉ còn là 0,58 so với cái giá trị dùng để mô phỏng để tạo dữ liệu một, và khi đó chúng ta sẽ thấy là cái hệ số tương quan giữa hai cái biến y này nó thay vì là nó là 0,7 thì nó là giờ chất lượng nó chỉ còn là 0,43. Như vậy thì cái này nó có một ưu điểm nhưng nó có rất là nhiều nhược điểm, vậy thì làm thế nào để khắc phục? Thì người ta sẽ đề xuất một phương pháp khác là tốt hơn, đó là cái regression imputation, tức là trong trường hợp chúng ta có nhiều biến. Cho mình hỏi một câu được không? Dạ dạ Ok. anh luôn hỏi Cho trước mình đi em, hỏi, sau đấy em hỏi. xin lỗi báo cáo viên là cho mình xem lại cái slide vừa rồi ấy. Thì mình chứng minh nhá, nó có thể xử lý, mình cũng không biết, nói thật mình không không rõ là cái này lắm đâu, mình chỉ cảm giác thôi. Thì chẳng hạn như là mình có thể thay thế trung bình bằng cách là chẳng hạn như là mình phân cụm cái dữ liệu trước nhá. Phân cụm những cái dữ liệu mà nó có tự tương đồng ấy, ví dụ như nó có nhiều cột thì nó có sự tương đồng trong những cái cột. Đấy, sau đó thì mình thay thế trung bình. Đấy là một kiểu này. Kiểu À, thứ hai là trong đó phương pháp của anh nói là cái chain end thôi, lát nữa em sẽ trình bày trong cái phần phần tới đây, cái phân cục k-nearest neighbor, mình sẽ phân từng nhóm mà có những cái điểm mà tương đồng với cái giá trị bị mất đó, rồi mình sẽ thế, đó là cái mà lát nữa thì mình sẽ sau cái phần mà regression imputation này mình sẽ xét tới cái trường hợp này. anh Hà, em hỏi một câu nhé. Như câu hỏi của em là cũng gần giống như bạn Nguyễn Ngọc Dung vừa hỏi phần chat ấy. Thực ra là tại vì anh khởi động cái anh lấy cái ví dụ này là về, ví dụ anh lấy về phần thu nhập,
Nhưng thực ra chính trong mà thu nhập cái bậc đơn nhất thì người ta lại không dùng min mà người ta dùng median. Thì vì trong cái thu nhập cái bất bình đẳng nó rất là cao, nên nếu mà anh lấy được trung bình là lập tức là cái bất bình đẳng giữa giàu và nghèo thì nó ảnh hưởng rất lớn đến phân tích của anh. Nên là riêng trong cái mà khi mà cái bậc đơn giản nhất mà làm với xử lý số lượng missing của phần thu nhập thì thông thường bọn em và một số em và em cũng làm như thế và nhiều người làm như thế là thay bằng giá trị trung vị. Đấy thì cái câu hỏi của bạn Dung cũng thế, là thế anh có bình luận gì về việc mà thay vì dùng min thì dùng trung vị như thế nào? Nó có tất nhiên là đây hai đây đều là hai cách đơn giản nhất có thể để xử lý cái phần. Thực ra là trung vị thì về cái ý nghĩa mà không có như là có bị chặt chẽ như đối với cái con bố đang nghèo ấy. Đối với cái phân bố mà đối với phân bố mà nó không bất đối xứng á, thì tất nhiên là mình sẽ dùng trung vị nó tốt hơn. Đấy. Nhưng mà ở đây thì cái sự cái nhược điểm nó cũng không khác biệt mấy, tại vì chẳng như là nếu mà mình thay bằng trung vị á thì mình cũng ép tất cả những giá trị mà ví dụ giá trị trung vị ha, là mình ép tất cả những cái giá trị bị khuyết á vào bằng một cái đường thẳng trung vị như này à. Thì nó vẫn là cái phương sai, tại vì mỗi giá trị nó mình quan sát nó cái sự biến thiên khác nhau. Khi mình đưa với tất cả về như vậy thì nó lúc nào cái variance nó cũng sẽ bị underestimate, bị ước lượng thấp hơn cái thực tế, và nó vẫn xảy ra cái hiện tượng này là nhược điểm, nó vẫn có những cái nhược điểm giống như là vừa mới trình bày đây, là chính là nó phá vỡ cái mối liên hệ với các biến. Nhưng mình chẳng hạn như mình muốn hỏi được như là alo rồi, nói gì cho mình hỏi chẳng hạn như trong cái dữ liệu bị khuyết ý, thì mình có thể cho nó là giống như là một cái biến ngẫu nhiên nhé, sau đó mình cho nó chọn một cái giá trị ngẫu nhiên được không? Được anh. Một giá trị ngẫu nhiên mà với cái cận biên là cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà trong cái cụm đó. Đúng đúng nhưng mà khi đó thì mình nghĩ là cái tính ngẫu nhiên của nó vẫn đảm bảo nhé. Và nó cái đó là trong cái phần hồi quy đó, nhưng mà khi anh chọn giá trị ngẫu nhiên này á thì cái phân bố nó như thế nào? Nếu mà anh cho nó chạy giữa min và max hay là nó uniform á thì liệu nó còn giữ được cái quan trọng đây là chẳng hạn như mình có một biến thì không có vấn đề gì, khi mình có nhiều biến khác nhau á, nó có correlation, có tương quan gì các biến đó, là khi anh cho nó chạy ngẫu nhiên cũng ok thôi, nhưng mà okay. Nó có còn giữ được cái mối liên quan thì các biến khác không hả? Thì cái phần hồi quy này nó mình sẽ trả lời cái phần này là phần hồi quy và những cái phần sau. Rồi ok. Tôi hỏi tí nào. Tại sao mà khi mà ta lấy cả cái giá trị khuyết bằng cái giá trị trung bình thì cái giá trị trung bình nó phải không thay đổi, tại sao đây nó vẫn thay đổi sao? Cái này là cái mức lượng này, cái estimate thì nó có sai số một chút. Tại sao nó lại có sai số được? Anh lấy cái giá trị ấy là bằng giá trị trung bình thì nó không làm thay đổi cái giá trị trung bình mới đúng chứ. Tại sao nó vẫn có cái sai thay đổi nhỉ? Anh nhưng mà giờ khi mà anh lấy cái cả cái giá trị khuyết bằng giá trị trung bình, tức là cái giá trị trung bình không à, không à, thầy không phải thầy em trình bày lại cái mô phỏng, tức là cái lúc em làm simulation đó là em cho mi bằng không đó, nhưng mà mi bằng không thì nhưng mà mô phỏng thì tất nhiên là cái min thực tế nó cũng không phải bằng không đấy là nó bằng cái giá trị trung bình của cái mẫu ấy, nó bằng cái giá trị trung bình của cái mẫu trong cái hàng mà em là non là em cho mi bằng không, nhưng mà rõ ràng là cái tổng dữ liệu này nó sẽ khác một chút. Nó bằng cái giá trị trung bình của cái mẫu khuyết ấy, đúng không? Nó bằng cái 0.2, nó đúng rồi, thầy 0.2 này chính là bằng cái giá trị trung bình của cái mẫu khuyết ấy, mẫu mà chỉ có cái khuyết cao, đúng không? Dạ. Cái màu xanh là cái con số mà em đưa vào cái hàm mà Renon đó, nhưng mà cái dữ liệu này nó ngẫu nhiên nên nó không bằng không, nó chỉ là sai một chút. Vâng, anh Hà, cho em xin một phút nữa. Chắc là em sẽ trả lời ngay cái câu hỏi của bạn Dung ở trong cái phần phần chat. Thì như thầy như báo cáo viên đã trình bày thì việc chúng ta dùng min hay dùng median về phần toán thì chúng ta gặp những cái thứ, chúng ta sẽ gặp những cái phần khuyết điểm ấy, limitation nó giống nhau, đúng không ạ? Nhưng mà đúng là cái này mà xử lý trong một cái bài toán thực tế thì mọi người sẽ phải lưu ý. Ví dụ như là giống như là mình vừa nói ở trên ấy, trong cái việc mà chúng ta thay thế giá trị cho vấn đề thu nhập chẳng hạn, thì thu nhập thông thường là cái việc bất bình đẳng, tức là cái phần nhọn và phần nó bất bình đẳng nó rất là nhiều. Do đó trong cái việc thay thế trường hợp này thì giới làm thực ứng dụng ấy, thì thông thường sẽ
dùng median chứ không dùng min, đúng không ạ? Đấy. Đúng rồi. Trong trường hợp mà khi mà chúng ta làm cái số liệu đấy đấy mà chúng ta quan sát như là như anh Hà nói là cái số liệu mà nó có tính cân đối thì khi đấy thông thường chúng ta sẽ dùng là min. Đấy, theo con số này mà nó rất là lệch, tức là nó cái scale của nó rất là lệch, chúng ta sẽ dùng median. Thì đấy là cái khuyến cáo trong thực tế khi mà các bạn dùng với từng bộ số liệu hay từng cái chuyên ngành. Đấy ạ, rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Hường. Rồi thì sau những cái chúng ta muốn khắc phục một số những điểm mà khi làm thay thế dữ liệu quýt bằng trung bình thì có phương pháp khác thì tốt hơn là chúng ta sẽ sử dụng cái hồi quy. Là cái kỹ thuật là như thế này, là chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình, giả sử như là xây dựng cái mô hình hồi quy tính tính, nghĩa là chúng ta dùng những cái giá trị mà chúng ta quan trắc được, chúng ta xây dựng cái đường thẳng hồi quy đó. Và sau đó chúng ta lấy những cái giá trị mà bị quýt đem quýt bằng cái mô hình đó. Thì phương pháp này nó sẽ có cái hiệu lực là dưới, nếu mà cái dưới giả định là missing completely FM đâu, và cái phương pháp này nó vẫn underestimate cái variance. Lát hồi chúng ta sẽ thấy tại sao. Thì cái ý tưởng là như thế này, tức là giả sử ở đây chúng ta sẽ đơn giản nhất là hai biến, có thể nhiều biến hơn thì, và chúng ta dùng cái mô hình là hồi quy tính đơn, có thể mô hình hồi quy phi tuyến chẳng hạn, nhưng mà đây để dành giá nhất thì chúng ta hình dung là cái mô hình hồi quy tính đơn. Và giả sử trong cái biến này thì hồi nãy trong cái mô phỏng thì chúng ta giả sử là x chúng ta quan sát được hết và chỉ mất y thôi. Và cái cách xây dựng hồi quy là như này, là chúng ta như vậy, nó chỉ mất cái chỗ này thì chúng ta sẽ dùng cái bộ dữ liệu xy như này, và chúng ta sẽ xây để ước lượng tạo ra cái đường thẳng, cái một cái fitted line dựa trên những cái quan trắc đi từ y từ 1 cho tới a. Và sau khi chúng ta có cái xây dựng cái đường thẳng hồi quy này rồi á, thì những cái chỗ bị mất đó từ a cộng 1 cho đến n đó, thì chúng ta sẽ thế x vào, tất nhiên là chúng ta biết x thì chúng ta sẽ điền quýt được vào bên những cái chỗ y nó bị mất này đó. Thì đấy là ý tưởng của dùng cái hồi quy đó. Thì như vậy thì cái hiệu quả nó như thế nào? Thì cái hiệu quả này nó sẽ tốt hơn so với chúng ta thay thế min. Là cái hiệu quả lớn nhất là nó sẽ cho phép chúng ta vẫn giữ lại được cái mối tương quan, cái liên hệ giữa hai biến xy hoặc nhiều biến hơn. Đối với trường hợp trung bình, rõ ràng là x và y nó ở đây thì do cái hệ số tương quan nó có cái quan hệ tính tính, nên nếu chúng ta thay thế bằng một cái đường thẳng là min hoặc là mốt chẳng hạn, hoặc là median, thì rõ ràng là nó sẽ phá vỡ đi cái nó sẽ không mô tả tốt được cái mối liên hệ giữa x và y, tại vì chúng ta ép tất cả những giá trị bị quýt bằng cái trung bình của y. Thì với cách thay thế bằng hồi quy này, nó sẽ cho chúng ta giữ lại được cái mối liên hệ giữa cái hai biến x và y. Tuy nhiên thì cái phương sai nó vẫn bị là underestimate. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy là một cái điểm bị quýt có thể nó nằm đây, hay nằm đây, nó là một cái gì ngẫu nhiên chúng ta không biết. Tuy nhiên là khi chúng ta ép hết tất cả những giá trị vào cái đường thẳng thì rõ ràng là cái phương sai, cái sự biến thiên của cái tập dữ liệu fit nó bị giảm đi. Và thứ hai là cái correlation, cái tương quan giữa hai biến nó sẽ bị ước lượng quá mức, overestimate. Đơn giản là vì chúng ta ép luôn cái mối quan hệ giữa x và y thành một cái đường thẳng thay vì nó có sự biến thiên. Thì như cái giá trị mô phỏng, mình sẽ thấy là cái giá trị này là giá trị dùng để mô phỏng và chính xác, thì cái trung bình thì nó vẫn là, nếu chúng ta thay thế bằng điểm quýt bằng đường thẳng hồi quy đấy, thì giá trị trung bình nó vẫn gần bằng không đó. Và cái phương sai, cái ở đây là cái độ lệch chuẩn ước lượng đó, thì nó vẫn bị ước lượng thấp hơn thực tế. Là một là cái giá trị thực dùng để generate dữ liệu, và ở đây nó chỉ có 0.81 thôi. Và ở đây là do chúng ta ép, đối với những bộ dữ liệu mà quýt chúng ta không quan sát được, chúng ta ép nó vào thành một đường thẳng đó, thì như vậy nó sẽ overestimate, ước lượng quá mức cái tương quan giữa hai biến xy. Như vậy chúng ta thấy là cái hệ số tương quan ở đây là nó bằng 0.86 so với cái giá trị dùng để tạo dữ liệu ngẫu nhiên này, nó là 0.7, nó đã cao quá mức. Thì như vậy để khắc phục hiện tượng này thì chúng ta sẽ có cái cải tiến khác, là thay vì dùng cái hồi quy mà chúng ta sẽ dùng là stochastic regression computation.
Tức là cái ý tưởng nó vẫn giống như cái cách trước, là chúng ta vẫn xây dựng cái đường thẳng hồi quy, dùng cái bộ dữ liệu từ một TA, thì chúng ta build, và sau đó chúng ta dùng cái đường thẳng, cái fitting line này chúng ta đi create vào, và từ A cộng 1 đến N. Tuy nhiên là chúng ta vẫn tới đây vẫn chưa được, là chúng ta sẽ lấy cái đường thẳng này, chúng ta ước lượng luôn cái phương sai của nhiễu sigma của mình. Đấy. Và khi đó chúng ta sẽ generate một cái giá trị ngẫu nhiên, chúng ta tạo giống như là thầy vừa nói là chúng ta sẽ tạo giá trị ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta vừa tạo theo cái mô cái đường thẳng hồi quy, nhưng chúng ta cộng thêm một cái nhiễu, với cái nhiễu này nó có phân có trung bình là không, và cái phương sai là cái sigma của mình mà vừa mới ước lượng được từ cái tập dữ liệu này. Và khi đó cái một dữ liệu điện khuyết nó sẽ tốt hơn. Đấy, như thế này chúng ta thấy đây. Đó. Thì như vậy thì nó vừa cho phép chúng ta giữ được cái mối liên hệ giữa hai biến xy. Đấy. Mà nó không cái không cái phương sai nó không bị ước lượng thấp đi, và nó không bị ước lượng cao quá mức so với cái hệ số tương quan giữa hai biến xy. Đấy, vì chúng ta tóm tắt lại ba cái trường hợp mà sử dụng ước lượng. Đây là cái min hoặc là mode hoặc là median thì cũng tương tự thôi. Đó. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là nếu dùng min thì chúng ta đưa hết tất cả những giá trị fit bằng một đường thẳng là với giá trị trung bình. Đấy, hoặc là mode hoặc là median. Đấy, cái nhược điểm, cái ưu điểm của nó là nó giữ lại bảo toàn cái trung bình của cái tập dữ liệu. Tuy nhiên là nó sẽ ước lượng thấp đi cái giá trị cái sự biến thiên của tập dữ liệu. Đó. Và thứ hai là nó phá vỡ cái mối liên hệ giữa x và y, nó không có giữ được cái mối liên hệ, nó không kiểm soát được. Nếu chúng ta dùng hồi quy bình thường thôi, thì chúng ta thay thế tất cả những cái điểm dữ liệu fit bằng một đường thẳng hồi quy tuyến tính, thì giá trị trung bình thì vẫn là gần bằng với giá trị thực. Tuy nhiên thì phương sai do chúng ta ép tất cả những cái điểm bị fit vào một cái đường thẳng, thì cái độ lệch chuẩn của phương sai nó vẫn bị ước lượng thấp hơn so với giá trị thực tế, và cái hệ cái tương quan giữa hai biến nó bị ước lượng là cao quá mức. Và cái phương pháp thứ ba là hữu ích nhất, đó là chúng ta thêm một cái nhiễu cái biến thiên vào bên trong cái điểm fit, tức là thay vì đỉnh điểm này chúng ta cộng thêm cái sai số có phân bố chuẩn với cái trung bình không và cái phương sai chúng ta mình. Đây, phương pháp này là phương pháp mà được sẽ là tốt hơn cho tốt gọi là ưu điểm nhất so với hai cái phương pháp là điểm fit bằng trung bình và điểm fit bằng hồi quy. Dạ thầy Hà, cho em hỏi ạ. Cái chỗ mà mình sử dụng cái đường hồi quy mà để mình dự báo cái giá trị biệt quyết như thế này, nghĩa là mình cần là cái dữ liệu biệt quyết của mình là chỉ tập trung vào cái biến phụ thuộc là cái biến y thôi, và mình yêu cầu là cái biến độc lập của mình là cái biến không biệt quyết. Đúng rồi, mình đang giả sử một cái mô hình đơn giản nhất trong thực tế, có thể là một cái thì có rất là nhiều biến rồi, những biến nó bắt khác nhau. Tuy nhiên cái này để minh họa thôi, thì cái kỹ thuật nếu mà gặp một bộ dữ liệu mà nó bắt nó gì phức tạp hơn thì mình cần phải tìm một phương pháp phù hợp. Tuy nhiên ở đây là mình đang minh họa cho ba cái cách mà điểm khuyết đơn giản là đi từ min, hồi quy và cái stochastic regression đó. Thì ở đây mình giả sử là mình quan sát được hoàn toàn biến x này. Dạ. Nó chỉ bị mất trên một biến y thôi. Đó. Đây. Thì cái cách là điền là như vậy. Còn nếu mà dù chẳng hạn là x vừa mất y và vừa mất thì nó sẽ như thế nào? Đó là mình có thể dùng các phương pháp khác. Thì bằng thực tế chẳng hạn mình có p biến khác nhau đó, mình có ma trận là dù p nhân n mà có những biến bị mất trong mấy kia, thì mình dùng phương pháp nào nó hữu ích hơn? Đó thì những cái phía sau thì mình sẽ tìm hiểu thêm bắt đầu. Anh Hà, em hỏi một câu vậy ạ. Cái mà anh đang mô phỏng cái phần hồi quy này là anh đang mô phỏng trường hợp đơn giản nhất, tức là cái giá trị mất nó chỉ phụ thuộc vào một cái biến đầu vào, đúng không ạ? Đây. Cái trường hợp mà mình một cái biến, ví dụ như là ngay trở lại vấn đề thu nhập nhá, khi mà dữ liệu thu nhập nhá mất thì em muốn là điền cái missing value thu nhập, nhưng mà em muốn tính lên cái yếu tố là cái nông thôn thành thị, xong này cả cái yếu tố mà cái trình độ học vấn của họ chẳng hạn, tức là em có hai yếu tố đầu vào để có thể làm được cái missing value. Thế thì cái phương pháp mà anh bảo hồi quy nó ảnh hưởng vào cái việc mà mình thiết kế mô hình hồi quy không?
chắc là có ảnh hưởng không ạ? Cái đấy cũng là một kỹ thuật. Do mình chọn nữa nó thường. Thì giả hạn như của em là dữ liệu em có tới 4 bin đúng không? Vâng. Là thu nhập rồi gì nữa? Rồi à, bin là quy định là một bin chẳng hạn bin là nhị phân là có nông thôn hay thành thị đó đúng không? Vâng. Rồi. Ở đây thì mình sẽ dùng phương pháp thì nếu mình cảm thấy mình áp dụng mô hình cả hồi quy hoặc là hồi quy bội, hồi quy nhiều chiều thì mình được, còn cảm thấy không được thì mình có thể dùng PCA phía sau này, chẳng hạn mình dùng PCA là tổng quát nhất đó. Thì cái này là thì ở đây em chỉ sẽ giả sử là XI thôi đó, XI và XI nó có mối liên quan với nhau, với là đây là một cái đường, một cái mối quan hệ tính mạch để có hệ xung quanh. Còn nếu mà mình có nhiều biến hơn đó, thì chẳng hạn như là ở đây em mà nhiều hơn mà có ví dụ y mà bị phụ thuộc vào như x1 x2 x3 x4 chẳng hạn, thì mình có thể làm hồi quy bội chẳng hạn đấy, hồi quy tính bội. Và nếu các x này có mất đó, thì mình có thể dùng phương pháp thành phần chính ở trong ra phía sau. Thì cái phần này là đang trong cái mục là simple method thôi, là mình đang đi từ những cái ý tưởng phương pháp đơn giản nhất để minh họa cho thầy cô và các bạn thấy là thông thường á, khi chúng ta các xử lý bình thường khi chúng ta làm khi gặp những ổn phí chúng ta hay thay thế ổn trung bình đó, hoặc là chúng ta xóa đi, thì bây giờ ở đây chúng ta thấy được là cái nhược điểm mà khi chúng ta thay thế ổn trung bình là nó như thế nào. Hoặc là ít nhất là trong một bộ dữ liệu đơn giản đó, thì chúng ta có thể dùng được và ví dụ dùng hồi quy hoặc là stochastic regression để điểm fit thì nó sẽ tốt hơn, và chúng ta thay thế bằng trung bình chẳng hạn. Nhưng mà tuy nhiên chẳng hạn nếu như là chỉ có một biến duy nhất, một vector mà chỉ có vài ba giá trị bình quyết đó, thì cũng không, thì lúc đó cứ làm hồi quy cũng không được, chúng ta có thể điền bằng trung bình đó, và chúng ta điền chúng ta xóa đi. Tuy nhiên là trong thực tế chúng ta làm việc thì ít khi nào chúng ta làm việc với một biến, chúng ta làm việc thường là với rất là nhiều biến, thì cái phương pháp này nó sẽ hữu ích hơn hoặc là tổng quát hơn là chúng ta xem cái phân tích phần mềm chính phía sau. Thầy cô và các bạn còn có câu hỏi hoặc là nhận xét gì không ạ? Rồi, nếu không có gì thì chúng ta sẽ đi tiếp cái phần phía sau, đó là phương pháp mà chúng ta điền quyết bằng cái K-name, là những cái K-nearest table. Thì ý tưởng của phương pháp này á, là giả sử ở đây chúng ta có một cái giá trị bị khuyết đó. Thì cái giá trị bị khuyết này chúng ta sẽ đi tìm những cái giá trị nào để thay thế cho nó mà có cùng cái đặc tính nhất với cái biến đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ khảo sát sức khỏe của một người, thì khi những bác sĩ họ có thể phải đo rất là nhiều biến, ví dụ như là chiều cao của người đó, cân nặng của người đó, những nhóm máu, rồi huyết áp, vân vân. Thì giả sử như một người mà bị mất đi một cái giá trị về huyết áp chẳng hạn, thì thông thường thì người ta sẽ lấy những cái những để điền khuyết, thì ý tưởng là như thế nào, là chúng ta sẽ như một người cao 1m65, nặng 50kg, rồi 20 tuổi chẳng hạn, thì huyết áp là bao nhiêu, thì như vậy để thay thế thì người ta sẽ lấy những cái giá trị huyết áp của những cái thanh niên mà 20-21 tuổi cũng có cùng chiều cao, có cùng cân nặng để điền khuyết. Đó, thì đấy là cái ý tưởng mà để lấy những cái giá trị mà tương tự là để điền vào cho cái giá trị khuyết. Chúng ta đây là ý tưởng có cái phương pháp là cái K-name này. Ví dụ chẳng hạn như là ở đây có một, nó còn phụ thuộc vào cái số lượng mà cái hàng xóm, tức là cái số giá, số cái phần tử mang cái đặc tính tương đồng mà chúng ta chọn. Ví dụ chẳng hạn nếu bây giờ chúng ta muốn tìm cái giá trị để điền vào cái điểm màu xanh bị mất này, và nếu chúng ta chọn K bằng 3, tức là chúng ta sẽ lựa 3 phần tử mà có những cái đặc tính tương tự nhất chúng ta điền. Chúng ta mở rộng hơn, ví dụ K bằng 5 thì chúng ta sẽ lựa trong cái phạm vi này. Mở rộng hơn nữa, ví dụ K bằng 7, K bằng 8. Thì thuật toán của cái phương pháp này sẽ như thế này, là đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái giá trị K. Thì chẳng hạn như ở đây chúng ta có thể chọn là K bằng 3 hoặc là K bằng 5. Tất nhiên chúng ta không thể quản nó K bằng K này quá lớn thì hoặc là quá bé. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tính cái khoảng cách
cái khoảng cách này có thể giữa cái bín, cái y sao đây là cái bín mà chứa cái giá trị khuyết, và y là những cái hàng xóm, những cái lân, những cái phần tử mà lân cận với nó. Thì cái khoảng cách này có thể là khoảng cách Euclid nếu như chúng ta tất cả các bín mà định lượng, còn một khoảng cách khác nếu như chúng ta có vừa là bín định tính hoặc là bín định lượng, có thể cái khoảng cách này do chúng ta lựa chọn. Và chúng ta sẽ giữ lại cái k, cái giá trị mà nằm mà có cái khoảng cách nhỏ nhất so với cái phần tử mà chúng ta chứa cái giá trị khuyết chúng ta xem xét. Ví dụ đây chẳng hạn, nếu chúng ta so sánh về khoảng cách thì chúng ta có ba điểm này nó sẽ gần cái điểm màu xanh nhất. Và sau đó chúng ta sẽ đi thay thế cái giá trị khuyết này bằng cái trung bình. Có thể là hàm trung bình, hoặc là chúng ta lấy max hoặc là min hoặc là median của cái này, nó tùy theo cái bài toán mà cái tính chất của dữ liệu nữa. Ở đây cái hàm mà thông dụng nhất là chúng ta lấy trung bình của k cái lân cận cái phần tử chứa giá trị khuyết đấy, và chúng ta để thay thế cho cái giá trị mà bị khuyết. Và như vậy đối với phương pháp này, yếu tưởng nó rất đơn giản đấy. Một số cái tham số mà cần phải điều chỉnh để cho phương pháp này có hiệu quả cao nhất là chúng ta chọn k như thế nào. Câu hỏi là chọn k như thế nào, dù k quá nhỏ hay k quá lớn cũng không tốt. Vậy k đây là một cái tham số mà chúng ta cần hiệu chỉnh để cho cái sự định quyết nó có hiệu quả. Thứ hai là cái khoảng cách. Như hàm khoảng cách thì như nếu mà tất cả các biến chúng ta là biến định lượng hết thì chúng ta hãy chọn khoảng cách Euclid hoặc là Mahalanobis. Khoảng cách là nếu mà bộ dữ liệu chúng ta thì có nhiều biến thì tính khoảng cách theo ma trận, hoặc là nếu là biến phân loại thì chúng ta dùng cái Hamming distance, là chúng ta chọn cái hàm khoảng cách để tính. Và thứ ba là cái aggregation method, tức là chúng ta chọn cái hàm để tính cho cái giá trị định quyết. Như ở đây là hàm thường thông dụng nhất là hàm trung bình đó. Tuy nhiên thì giống như nhiều Hương nói thì đối với một số tình bộ dữ liệu mà nó phân phối bất đối xứng thì có thể là trung bình nó tốt hơn, hoặc là mốt nó tốt hơn. Và đối với biến dạng phân loại đó thì chúng ta không tính được, chúng ta chọn mốt thôi. Đây, dạ, chúng ta xem một cái ví dụ để minh họa cho cái phương pháp này. Thì giả sử chúng ta có một cái bộ dữ liệu về chiều cao và độ tuổi và cân nặng của một nhóm người, ở đây có 11 người. Đấy, chúng ta coi như tất cả các biến chúng ta là biến định lượng hết. Và cái người thứ 11 bị khuyết đi cân nặng. Chúng ta sẽ điền khuyết cái giá trị này bằng phương pháp Kainen. Như vậy chúng ta có thể mô tả cái giá trị đó trên cái vừa ở đây chúng ta vẽ trục OX là cái độ tuổi gì đó và Y là cái chiều cao. Và ở đây chúng ta đánh số các phần tử. Như vậy cái người thứ 11 là ở đây chẳng như là 40 tuổi. Đó, tại vì ở đây giá trị khuyết ta vẽ 40 tuổi, người thứ 11 38 tuổi và chiều cao là 5.5. Đó. Và như vậy thì đối với lân cận thì chúng ta sẽ đi tìm những cái phần tử mà nằm ở lân cận, như cái phần tử này nhiều có chiều cao và cân nặng tương đồng, có chiều cao và độ tuổi tương đồng để điền cho cái giá trị cân nặng. Và như ở đây thì chúng ta đi tính khoảng cách, tại vì ở đây tất cả là các biến chúng ta là biến định lượng thì chúng ta phải tính khoảng cách Euclid. Chúng ta lấy ví dụ căn bậc hai có tổng tích chọc hai vector khoảng cách, thì như vậy chúng ta tính cái khoảng cách đó. Của người thứ 11 tính lần lượt khoảng cách của người thứ 11 mới đến người thứ nhất, thứ năm, vân vân. Rồi sau đó chúng ta chọn k, ở đây chúng ta chọn cái bao nhiêu phần tử lớp cận, thì ở đây k bằng 3 chẳng hạn. Sau khi k bằng 3 thì chúng ta sẽ lấy, như vậy chúng ta lấy 3 phần tử lân cận có khoảng cách nhỏ nhất. Đấy, như vậy chúng ta lấy trung bình của cân nặng của người thứ nhất, thứ năm và thứ sáu cộng lại. Rồi, như vậy cái giá trị điền khuyết cho người thứ 11 sẽ là 69,66 kg. Tất nhiên nếu chúng ta chọn k lớn hơn, ví dụ k bằng 5 thì cái giá trị nó sẽ thay đổi. Đấy là cái ý tưởng của phương pháp Kainen này, nó rất là đơn giản. Chúng ta là chọn những cái phân tử lân cận, cái phân tử có cái chứa cái giá trị khuyết mà chúng ta cần điền vào. Nó có thể áp dụng cho rất là nhiều loại data khác nhau, ví dụ chúng ta là biến liên tục, biến rời rạc, biến ngay cả biến phân loại chúng ta để áp dụng được.
Và cái thuật toán thì chúng ta là dễ để viết, để implement, để code. Tuy nhiên một cái nhược điểm của cái này là nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian để chạy. Đơn giản là chẳng hạn như ở đây có một tập này, chúng ta phải so sánh là tính tất cả các khoảng cách của phần tử này với tất cả những tập cái phần tử khác. Và nếu như cái tập dữ liệu chúng ta thì nó không phải là 11 mà nó là khoảng ví dụ 10.000 chẳng hạn, thì như vậy cái thời gian để chạy cái thuật toán này nó rất là lâu, nó sẽ nó chậm hơn nhiều. Như 100.000 thì sẽ tính lần lượt từng khoảng cách để so sánh, thì là thời gian chạy nó chậm. Và nếu với dữ liệu nhiều chiều thì độ chính xác này có thể bị giảm đi, và cái này là nó vẫn cái ưu lượng thấp hơn cái phương sai của cái điểm thực tế, thì đơn giản là vì chúng ta bị khoanh vùng trong một cái cục này thôi. Thì đấy là cái phần mới trình bày thầy cô và các bạn cái thuật toán và Kanban, là cái này là tóm tắt là một cái phương pháp mà xử lý đơn giản đó. Thì không biết thầy cô các bạn có nhận xét hay là câu hỏi gì cho cái mình. Em không câu hỏi nhưng chắc là em bình luận thôi, chắc là liên quan đến này. Thì ví dụ như là cách đơn giản nhất, thay vì là sẽ phải chạy Kanban, thì chắc là cũng có thể là mình tự phân cụm theo cái hiểu biết của mình. Ví dụ như là mình phân cụm đơn giản nhất, ví dụ mình cùng phân cụm theo cái nhóm bệnh lý lên, như anh bảo cái đặc điểm của bệnh nhân ấy, hay là đặc điểm về thu nhập, mình phân cụm theo vùng miền ấy chẳng hạn, để sau đấy thì mình lấy trung bình hoặc đến median, thì chắc là cũng là kết hợp hai thứ nhưng mà cũng đỡ phải làm thuật toán. Thì đấy là cái đó là mình cái việc mà xử lý nó rất là linh động. Ví dụ mình có một cái kiến thức nền về cái chuyên ngành thì lĩnh vực nào đó mình có áp dụng, thì mình xây dựng cách chứ không là còn cái là tổng quát nhất là mình đưa ra mình chạy thôi. Thì nếu mình áp dụng được những cái kiến thức khác thì mình đưa vào những cái tham số để mình làm, tức là cải tiến cái thuật toán này cho nó nhanh hơn đó, thì vẫn là được, vẫn tốt. Còn cái này là cái cơ bản nhất rồi. Vâng ạ. Ơi. Dạ. Khoảng một tiếng rưỡi rồi thì chúng ta khi trong seminar giải lao một chút, thường là những giải lao ở giữa. Thế thì trước khi mà chúng ta nghỉ thì các thầy cô chúng ta bật webcam, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm. Hôm nay có rất đông mọi người tham gia, báo cáo viên rất là hot. Tiếp theo thì mình sẽ trình bày cho thầy cô các bạn số phương pháp nó phức tạp một chút. Là chúng ta vừa xét qua cái gọi là các simple method, là những phương pháp mà đơn giản. Thì những phương pháp phức tạp hơn thì chúng ta ở đây nó dùng thuật toán EM. Chắc là chúng ta sẽ có một số các thầy cô các bạn cũng sẽ là biết những cái thuật toán này rồi, kết hợp với cái Gaussian model. Và cái phần này cuối cùng là sẽ về thì fit với phương pháp thay phần chính. Thì đối với cái phương pháp là điểm quyết mà dùng thuật toán EM thì cái mục tiêu trong cái phần này á, thì nói chung là xử lý dữ liệu quyết hay gì thì mục tiêu cuối cùng cũng là sẽ dẫn đến cái chúng ta làm inference statistics, hay là những hay là làm ước lượng một số tham số gì đó có mô hình đó. Thì cái việc điền quyết này thì cũng cho khi chúng ta điền xong thì chúng ta cũng phải áp dụng một số phương pháp thống kê khác để ước lượng cái tham số. Thì chúng ta phải dùng EM để kết hợp với cái bộ dữ liệu để quyết, và qua cái thuật toán này chúng ta đi ước lượng trực tiếp cái tham số của mô hình luôn. Đó. Thì ở đây chúng ta giả sử chúng ta sẽ quan tâm về cái mô hình mà cái tham số theta là vẫn là cái mô hình mà có phân phối chuẩn với cái tham số theta. Đây là một cái bao gồm vector kỳ vọng mu và margin of error sigma, và fx theta là cái hàm mật độ xác suất của cái bộ dữ liệu đầy đủ, tức là bao gồm cái dữ liệu cái x of là biến chứa những cái giá trị quan trắc được hết, xmith là những cái biến mà chứa cái giá trị fit. Thì đối với toán EM thì cái ý tưởng đó là chúng ta sẽ tìm đi ước lượng cái tham số theta sao cho nó
cực đại hóa những cái hàm hợp lý mà dựa trên những cái dữ liệu mà đã quan trắc được. Đấy, chúng ta định nghĩa L of là cái hàm hợp lý, cái logarit của cái hàm mật độ đồng thời dựa trên cái mẫu dữ liệu mà có đối với những biến mà đã là quan sát đầy đủ được với tham số delta. Thì tất nhiên là cái trường hợp này chúng ta sẽ khó tính được, thì trong thực tế thì cái trường hợp tổng quát thì chúng ta không có thể tính được trực tiếp. Đó thì cái thuật toán EM thì nó EM thì nó cho phép chúng ta đi tính sử dụng cái ước lượng hợp lý cực đại, bởi chúng ta sẽ đi dùng cái vòng lặp và để cực đại hóa cái kỳ vọng của cái hàm hợp lý với cái công thức dựa trên cái bộ dữ liệu đầy đủ. Ở đây chúng ta định nghĩa cái hàm hợp lý là dựa trên bộ dữ liệu đầy đủ là sẽ là cái log logarit của cái hàm là bao gồm nó vừa là của x of là dữ liệu quan trắc được và x mid là quan trắc được, không chứa những giá trị bị khuyết. Như vậy thì nếu mà các thầy cô và các bạn đã có biết về cái phương pháp EM này rồi thì cái thuật toán này nó sẽ bao gồm hai bước. Nó bao gồm hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta đi biết cái step E là nó đi tính và đi cái tính cái hà thì cái kỳ vọng có điều kiện là Q và theta T là cái tham số theta ở cái bước lập thứ T. Tại ở đây chúng ta mới đang ở bước lập đầu tiên thì chúng ta khởi tạo cái tham số theta không, và sau đó chúng ta dùng các vòng lặp để chúng ta đi tính cái kỳ vọng có điều kiện này. Và sau đó tức là cái M là chúng ta đi xác định cái tham số theta T cộng 1 sao cho nó cực đại hóa cái hàm Q theta theta T này. Và chúng ta cứ lặp lại đến khi nào cái nó thỏa cái điều kiện dừng, tức là một cái điều kiện có thể do chúng ta chọn. Chúng ta điều kiện tổng quát nhất là chúng ta sẽ đi xác định cái sai số giữa tham số ước lượng cái estimator theta mũ bước T bước T cộng 1 nó bé hơn cái epsilon nào đó, thì chúng ta là dùng 10 mũ trừ 3, 10 mũ trừ 5 tùy theo cái tiêu chí của cái của chúng ta. Và như vậy sau khi cái bước này thì giả sử là đối với cái mô hình này thì chúng ta đã có được cái mu mũ và cái gamma, cái sigma mũ. Thì và với cái giả định là cái mô hình chúng ta là cái John model với cái phân phối con đấy và nhiều chiều, thì như vậy thì chúng ta đã theo cái thuật toán EM là chúng ta đã ước lượng được cái vector kỳ vọng mu và cái man trận hiệp sinh sai sigma. Sau đó ở đây thì chúng ta sẽ đi từ cái man trận hiệp sinh sai đầy đủ á, thì trong thống kê nhiều chiều nếu chúng ta dùng cái khái niệm suy là chúng ta sẽ phân tích được cái ma trận hiệp phương sai, nó sẽ thành các một cái ma trận khối bao gồm là sigma mix, đây là ma trận hiệp phương sai tương ứng với cái biến chứa các dữ liệu quiz, và sigma os đây là cái ma trận hiệp phương sai tương ứng với những cái biến chứa dữ liệu mà đã quan trắc được đầy đủ, và cái sigma mix và os là chọn giữa hai cái. Và chúng ta có thể tính được cái phân phối có điều kiện của x của cái đối với những biến chứa cái giá trị khuyết với cái cho biết là với điều kiện là những cái biến và quan trắc được đầy đủ, thì dưới cái giả định của mô hình này nó cái phân phối điều kiện của x mid điều kiện x off nó sẽ có phân phối chuẩn với kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai cho bởi các hệ thức bên dưới. Là như cái này thì nếu chúng ta có cái môn học và thống kê nhiều chiều thì chúng ta sẽ làm và biết được các cái phân này. Và từ đây thì sau khi chúng ta có được cái vector kỳ vọng có điều kiện là x mid, tất nhiên x mid là chúng ta có những cái giải thích chúng ta không biết, nhưng chúng ta xác định được cái kỳ vọng có điều kiện nó và ma trận hiệp sai, và sau đó chúng ta sẽ dùng chúng ta điền những cái giá trị quyết bằng cách nào là ở đây chúng ta có kỳ vọng có biết kỳ vọng rồi có ma trận hiệp sai rồi, chúng ta đi simulate, chúng ta generate đó, thế là từ cái hàm kỳ vọng có điều kiện x mid và x off. Đấy thì cái ý tưởng của cái này phần lý thuyết này nó có vẻ phức tạp hơn những phần trước. Tuy nhiên thì cái phần ứng dụng nó cũng không có gì, nó là người ta đã làm những cái gói có sẵn rồi, thì trong cái bữa sau thì sẽ giới thiệu cái phần thực hành cho thầy cô các bạn những cái phát triển non này, và lại đây sẽ giới thiệu sơ một chút là cái phần này.
Đây là chúng ta có cái chia sẻ luôn một cái cửa sổ đây thì chúng ta thấy là cái chúng ta dùng cái gói NOM này bữa sang tuần sau thì chúng ta sẽ thực hành kỹ hơn. Thì chẳng hạn như input đầu vào là một cái tập dữ liệu có chứa rất là nhiều dữ liệu fit đây này, và chúng ta vẽ đồ thị. Thì cái phần imputation là phần điểm fit đó, thì cái thuật toán gem thì vừa mới trình bày về mặt lý thuyết thì nó sẽ là phức tạp đó. Ý tưởng nó như vậy, tuy nhiên người ta đã viết hẳn ra các gói, tất nhiên chúng ta cũng vẫn có thể lập trình lại nếu muốn hiểu rõ thuật toán hoặc là trong bài toán phức tạp thì cái gói nó không đáp ứng được nhu cầu chúng ta thì chúng ta cần phải lập trình lại. Tuy nhiên thì nếu chúng ta chỉ dùng cái gói sẵn có thôi nó cũng là tương đối là tốt rồi. Thì ở đây chúng ta cái bước ước lượng cái tham số cái vector kỳ vọng mu và ma trận hiệp phương sai sigma ở đây thì chúng ta chỉ cần dùng cái câu lệnh là em này là hơi là đủ. Và cái này cái đối với cái bộ dữ liệu này thì cái vòng lặp nó hồi tụ bước thứ 29, và sau đó chúng ta có được cái vector kỳ vọng mu ước lượng cái tham số này và ma trận hiệp phương sai sigma. Và sau đó chúng ta đi khởi tạo, tất nhiên là trong cái những cái giá trị em đây này, những cái điểm fit thì chúng ta sẽ đi, nhưng mà chúng ta đã biết được cái vector kỳ vọng có điều kiện và ma trận hiệp phương sai và x của x mid cho trước x off, là chúng ta có thể khởi tạo những cái giá trị dựa trên giá trị fit dựa trên những cái tham số mu và sigma vừa mới ước lượng được. Và đây là chúng ta điền fit được tất cả những cái giá trị mà đã fit ở cái phần dữ liệu đầu vào. Đó. Thì cái này tuần sau thì chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cái phần này. Và thì như vậy thì cái bước đến cái phần mà nội dung đưa ra nội dung chính cái bài này thì nó sẽ nói về cái phương pháp mà điền fit là cái imputation với cái phương pháp thời phần chính. Đó. Thì thành phần chính thì ở đây chắc là thầy cô các bạn cũng có xa lạ gì, thì một trong những cái thời phần chính thì cơ bản chính là nó sẽ là giảm đi số chiều của dữ liệu. Thì nó sẽ từ chúng ta có bộ cái tập các biến gốc thì chúng ta chiếu không gian có số chiều nhỏ hơn, và từ đó chúng ta biểu diễn xây dựng các tổ hợp tuyến tính mà nó biểu diễn tốt nhất cho cái tập dữ liệu ban đầu của chúng ta. Thì phương pháp hành chính thì nó thì nếu mà xét về ý nghĩa học nó là phép xoay trục. Chúng ta thấy là chúng ta xoay cái hệ trục chúng ta để tại sao cho có thể biểu diễn được, quan sát được tốt nhất cái tập dữ liệu, biểu diễn được tốt nhất cái sự biến thiên của dữ liệu. Như chẳng hạn như là ở đây chúng ta có một cái hình này, nếu chúng ta nhìn cái hướng chính diện thì người ta sẽ, chúng ta đặt nó câu hỏi là đây là con lạc đà, tất nhiên là đây là chúng ta không biết nó còn trôi con lạc đà. Tuy nhiên là cái của người ta thì người ta đang đặt câu hỏi là cái này là con lạc đà một bú hay là lạc đà hai bú ấy, là một bú. Đó. Tôi không sửa lại tự thủ kẻ thù. Như vậy kế hoạch của thêm quân mình là chuẩn bị thất bại. Đó, thì như vậy nếu chẳng hạn như đối với phương pháp thì mình chính đó thì nếu chúng ta xoay trục, tất nhiên là đối với đứng ở cái góc này chúng ta không thấy phân biệt được rõ, thì nếu chúng ta xoay trục như là chúng ta chính ý tưởng hình học của nó là chúng ta chuyển xoay một cái hệ trục để ta biểu diễn được tốt nhất dữ liệu hơn, thì nếu chúng ta xoay qua cái này thì chúng ta thấy được rõ hơn là cái thông tin. Và bây giờ đây là một con lạc đà hai bút chứ không phải là một bút. Thì trong cái phần trình bày thì giả sử như là thầy cô và các bạn đã quen thuộc với cái phương pháp hành chính rồi, thì ở đây thì chúng ta sẽ mục tiêu là chúng ta đi xây dựng đi cái bộ dữ liệu ban đầu x chúng ta là có n quan trắc và p chiều nv, thì chúng ta xây dựng một cái đi tìm một cái ma trận có số chiều thấp hơn p s, và ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái theo như cái nghĩa là để xác định ma trận Q này, chúng ta đi xác định là chúng ta tìm một cái ma trận Q để sao cho cái khoảng cách là bình phương lớn nhất giữa ma trận và Q này nó bé nhất, và cái hạn của ma trận Q này đó, tức là số chiều không gian biểu diễn nó sẽ thấp hơn S. Như vậy thì theo cái phương pháp hành chính thì chúng ta sẽ phân tích được cái ma trận dữ liệu thành ở đây X là cái
một cái gọi là cái score, cái thành phần chính, cái score principal component score, V này là các trục chính. Đó là ý tưởng thì sẽ là từ tập hợp biến gốc P biến ban đầu chúng ta đi xây dựng một tổ hợp phiến tính các giữa các biến này để nhỏ hơn với số chiều S nhỏ hơn P mà biểu diễn được tốt nhất cái lượng thông tin của hồ dữ liệu. Thì đối với thì để áp dụng cái phân tích phần chính vào trong cái điền khuyết dữ liệu thì ý tưởng là như thế này, tức là giả sử cái bộ dữ liệu đầy đủ chúng ta làm như thế này. Tuy nhiên đối với một bộ dữ liệu mà không đầy đủ, tức là nó sẽ chứa những cái giá trị khuyết đó, thì chúng ta sẽ chẳng hạn như đối với bộ dữ liệu đầy đủ thì chúng ta đi xác định cái margin Q sao cho nó là cái khoảng cách này là hình chiếu xuống là nhỏ nhất nhé. Thì do cái bộ dữ liệu không đầy đủ thì chúng ta sẽ nhân nó với một cái margin, chúng ta gọi phương pháp này gọi là cái quy square, chúng ta nhân với một cái margin chỉ số, nó giống như là margin M mà trong cái phần đầu mà cái phần giới thiệu các cơ chế của về cái sinh vật dữ liệu đấy, thì margin chỉ số W này là cũng n hàng và cây cột. Thì với mỗi cái WG thì bằng không nếu cái giá trị này bị mất là không quan sát được, là một là không có, thì chúng ta nhân vào. Và cái toán tử này chấm này là nó biểu diễn là cái element wise multiplication, tức là cái nhân từng thành phần của hai ma trận với nhau, chứ không phải là cái phép nhân ma trận thông thường. Thì cái phương pháp này được trình bày trong cái bài báo của Julie George và Houston, thì trong cái phần phân tích dữ liệu với cái nguồn dữ liệu nhiều chiều. Rồi thì để cái thuật toán này thì cụ thể là người ta sẽ dùng để xác định cái mà để định khuyết đó, thì người ta dùng cái thuật toán là iterative PCA, là phương pháp lặp PCA. Thì thuật toán nó sẽ là các bước như thế này. Cái bước đầu tiên là từ cái bộ dữ liệu ban đầu, tức là cái margin x đó, thì chúng ta sẽ có một cái những cái giá trị quan sát được và không quan sát được. Thì những cái giá trị quan sát được từ bộ ban đầu đó, chúng ta khởi tạo ở bước t bằng không, thì chúng ta sẽ điền khuyết nó bằng một cái phương pháp nào đó, ví dụ như là thay thế bằng min. Sau đó chúng ta bắt đầu lập, với bắt đầu lập là đầu tiên là với phân tích phần chính, chúng ta phân tích cái margin extra dùng cái singular value decomposition này thành các margin là u lambda và v đó. Và với cái số chiều s này như vậy, xác định câu hỏi là số chiều bao nhiêu thì cũng là một câu hỏi mà chúng ta hay quan tâm khi làm các phân tích phần chính, tức là giữ lại bao nhiêu chiều đó. Thì ở đây giả sử là chúng ta chọn s là chúng ta phân tích cái ma trận x ban đầu thành ba cái ma trận này, đây là ma trận uv và cái lambda là ma trận đường chéo. Thì sau đó chúng ta đi tính cái ma trận mà người ta gọi là fitted matrix, ma trận mà ở bước t nó sẽ bằng tích của u là lambda ngũ phần hai và vt. Và xt này với giá trị xt này sẽ đến như thế này, là nó sẽ là lấy cái ma trận chỉ số nhân từng thành phần với ma trận x đó. Thì như vậy là cái tích này nó chỉ cho chúng ta những cái giá trị mà quan sát được thôi, tại vì những giá trị không quan sát được thì nó bằng không hết rồi. Và những cái phần không quan sát được nó sẽ điền ở phía bên phải này, tại vì nó lấy một trừ cho v kép ma trận v kép. Thì ma trận v kép thì những cái giá trị quan sát được là bằng một, không quan sát bằng không. Thì ở phía bên phải thì nếu làm ngược lại thì cái phần này nó sẽ tương ứng với những cái giá trị mà bị khuyết, và nó thay thế những cái trang bị viết bằng cái ma trận tích mũ thu được bởi cái phép phân tích này. Và như vậy thì sau cái bước B này thì chúng ta có được cái ma trận là điền khuyết đầy đủ. Đây là những giá trị quan sát được và những giá trị không quan sát được thu được bởi cái phân tích thành phần chính ở trên. Và chúng ta lặp lại thì đến khi nào thì cái sẽ có cái tiêu chí dừng, thì cũng giống như là trong thuật toán GM thì chúng ta sẽ dừng khi đã đây như khoảng cách của tổng khoảng cách bình phương giữa tất cả các ma trận mà điền khuyết, ma trận ở bước t và bước t trừ một nó bé hơn một cái sai số nào đó. Thì cái epsilon này là cho chúng ta chọn, nếu chúng ta muốn nó rất chính xác thì chúng ta chọn nó rất nhỏ. Thì cái nếu chúng ta chọn nó rất nhỏ thì cái thời gian chạy thuật toán nó sẽ rất lâu thôi, còn nếu chúng ta dùng cho chọn nó tương đối thì ví dụ như là 0.5
0.01, 0.01 thì thôi nó sẽ đỡ hơn, chạy nhanh hơn. Và như vậy thì đối với thuật toán này, một câu hỏi đặt ra là sẽ chọn cái thành phần chính này là cái số chiều á của cái ma trận biểu diễn này là bao nhiêu. Đó là cũng là một câu hỏi mà khi chúng ta làm PCA chúng ta hay đặt câu hỏi, ví dụ khi giảm số chiều xuống thì nó giữ lại bao nhiêu chiều, bao nhiêu thành phần chính ha. Thì để xác định cái này thì chúng ta có thể dùng phương pháp là cross validation để làm cái minh họa cho cái thuật toán này. Ví dụ giả hạn như thử như chúng ta có xác đơn giản nhất, chúng ta có hai vector thôi, là cái giá trị quit này là nằm ở vector thứ hai. Có thể thì ở bước 1 thì chúng ta sẽ điền cái giá trị quit này bằng một cái giá trị nào đó, có thể là lấy min của cái cột này lại. Thì chúng ta có cái dấu chấm ở đây, và từ đây chúng ta xây dựng một cái thành phần chính, chúng ta xây dựng cái trục chính. Đó, cái trục chính dùng phương pháp thành phần chính, chúng ta xây dựng cái trục đi qua. Đó. Chúng ta chiếu cái điểm cái giá trị quit xuống cái trục chính. Đó. Chiếu xuống là chúng ta thu được một cái điểm mới là xác định từ các tổ hợp chính tính này. Đó, chúng ta điền vào đây là nó là 0.57. Đó là cái này là gọi là bước B của cái thuật toán. Và sau khi có bộ dữ liệu đầy đủ này, chúng ta lại lập lại tiếp. Chúng ta lại xây dựng cái trục khác. Đó, lại bước lập lại bước đó, chúng ta xây dựng cái trục khác. Và chúng ta lại chiếu cái điểm này xuống cái trục mới, và chúng ta cứ lập lại cái bước này hoài cho đến khi cái sai số cái thuật toán nó hồi tụ, tức là cái sai số nó nhỏ mong muốn. Đó. Thì như vậy thì dùng phương pháp này thì chúng ta sẽ điền quyết được, giả sử chúng ta có cái bộ các cái tổng quát nhất là một cái ma trận dữ liệu gồm t biến. Thì như vậy đối với phương pháp hành chính thì chúng ta sẽ điền quyết được tất cả những cái giá trị mà vẫn giữ được cái mối liên hệ, cái tương quan của nó với nhau. Và cái phương pháp này có một cái ưu điểm là nếu các mối các biến trong ma trận dữ liệu có cái mối quan hệ tương tính mạnh đó, thì nó sẽ phương pháp này cho cái hiệu quả rất tốt. Thì tiếp theo thì đối với cái việc xác định số chiều thì chúng ta dùng phương pháp mà cái gọi là cross validation. Thì phương pháp này thì cho phép chúng ta xác định số chiều. Thì trong cái bài báo của Pro với các cộng sự thì có trình bày những cái một số tiêu chí để xác định. Thì một số tiêu chí người ta hay dùng nó dùng là cái gọi là cái mean square errors of reduction, tức là họ thấy tính trung bình. Họ ở đây làm cái ma trận mà đã được điền quyết, họ loại bỏ đi cái ô EG. Và như vậy, như chúng ta biết là đối với phương pháp là group validation là tại mỗi bước chúng ta lấy ra một cái, nó là leap one out, là chúng ta lấy ra một cái phần tử chúng ta kiểm tra. Thì chúng ta thì ở đây đối với ma trận thì tương tự như vậy, ta tính cái sai số giữa ma trận ban đầu với cái ma trận mà bị loại bỏ đi một cái phần tử, và chúng ta tính tổng bình phương cái khoảng cách trung bình, bình phương khoảng cách. Thì cái như chúng ta đều biết là khi chúng ta dùng cái phương pháp cross validation để chọn số chiều thì cái tính toán này nó rất là lớn, tại vì chúng ta đang hạn như tại vì chúng ta cứ so sánh một mẫu với cái mẫu mà đã lấy đi phần tử, và nếu cỡ mẫu mà 10.000 hoặc 100.000 thì cái số cái thời gian chạy thuật toán rất là lớn, thì cái gánh nặng tính toán nó rất lớn. Thì để giảm cái gánh nặng này xuống thì người ta dùng một cái cải tiến khác, là người ta nhận xét rằng là trong cái hồi quy đó thì ta thấy là cái fitted line nó sẽ là một thi mũ hơn t, thi là một cái smoothing matrix là như vậy. Và người ta đã tính toán được rằng là nếu y trừ cho y mũ y, nó là bỏ đi cái phần tử y, nó sẽ được rút gọn bằng cái biểu thức này đó. Áp dụng cái này lên trên để rút gọn cái dạng ma trận này thì chúng ta đã có đơn giản được cái tính toán nó nhẹ hơn đó. Và tổng quát hơn thì chúng ta có một số tiêu chí khác ngoài cái mean square root of prediction, thì chúng ta còn một số tiêu chí khác là ví dụ SACV này, hoặc là GCV. Nó là một cái biến thể, một số cái cải tiến của cái tiêu chí đầu tiên thôi. Và tất cả những cái này nó đều được tính trong cái, nó có chúng ta có đề và tính được trong cái gói mixed MDA. Thì nó giống như là khi chúng ta làm phân tích hành chính thì chúng ta hay vẽ cái đồ thị, cái tree plot. Chúng ta ở đây thì cái này chúng ta sẽ thấy là số cái sai số này, khi số thành phần chính nó là 1 với 2 nó là tương đối lớn, và nếu nó dừng ở 3 nó là nhỏ, mà sau đó nó tăng lên. Và như vậy thì nếu sau cái chúng ta chọn
cái số 2/9 mà có cái sai số nhỏ nhất. Đó. Thì như vậy cái phương pháp cross validation này nó cho phép mình ta giải quyết câu hỏi là để chúng ta chọn số chiều là bao nhiêu. Và cái phần này đều có thể được tự động tính toán thông qua cái gói này, cái gói mix and match. Một vấn đề khác trong cái ứng dụng đó là cái overfitting. Đó. Thì overfitting tức là có nghĩa là khi cái mô hình mà chúng ta train đó, thì nó là một trong machine learning chúng ta train mô hình là cái nó quá tốt là ứng so với cái dữ liệu đầu vào. Đó. Thì tức là ở đây là khi chúng ta cái rất là nhiều tham số chúng ta sẽ ứng với cái dữ liệu nó cái nó là quá nó quá gần với cái dữ liệu bị train nhưng mà nó lại sai lệch cái dữ liệu cái validation set. Đó. Hoặc là thứ hai là cái bộ dữ liệu chúng ta nó rất là bị nhiễu rất là nhiều. Thì khi vì hai lý do này chúng ta sẽ gây ra cái hiện tượng là overfitting. Thì đối với PCA cũng vậy, thì chúng ta người ta có một phương pháp để khắc phục là dùng cái Shin-Craig method. Thì ý tưởng phương pháp này là người ta sẽ trong cái phân tích cái biểu diễn lại á, cái ma trận dùng cái singular value decomposition á, thì người ta sẽ giới hạn cái tham số cái chỉ riêng lambda, tức là khi nó quá lớn thì người ta sẽ giảm nó xuống còn không, nó vượt qua cái ngưỡng nào đó. Cái này cũng giống như là ý tưởng ở trong Marshall vậy nè. Đây. Và đây là hai cái phương pháp được đề xuất bởi Unitrust. Unitrust là một cái nhà nghiên cứu mà rất là ngôi sao ở Pháp đó, về nghiên cứu về thành phần về cái mixing data. Đó. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp này. Đó. Tất nhiên thì ở đây công thức thì phức tạp, tuy nhiên nó đều được tính toán sẵn trong cái gói MixMDA này rồi. Đó là phương pháp này thì trong trường hợp đó, thì cái nhiễu của dữ liệu nó cũng không phải quá lớn, đó là dạng là trung bình. Còn khi dữ liệu mà rất là lớn đấy thì chúng ta phải dùng cái phương pháp khác gọi là short recording. Có nghĩa là cũng ý tưởng thì cũng giống như là cái regular cái cherry PCA thôi, là nó sẽ khi cái tham số cái chỉ riêng lambda này quá lớn thì nó sẽ giảm xuống. Tức là đây chúng ta thấy là cái thì nó sẽ tính vào cái này là cái hàm này là chúng ta lấy max của cái này và không. Thế là cho trước cái lambda, nếu mà cái căn bậc 2 của lambda S này nó lớn quá cái lambda này thì cái này là âm, thì khi đó nó sẽ gắn cái này bằng không. Thì như vậy thì đối với các cách xử lý này thì nó sẽ hạn chế được, cái nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng về overfitting trong cái imputation và cái mixing value mà dùng cái phương pháp thành phần chính. Thì tuy nhiên khi chúng ta chọn này thì lại phát sinh được cái bài toán khác là phải chọn lambda là như thế nào. Nó giống như khi chúng ta làm về lasso hay là regular trig regression, thì chúng ta phải bắt buộc phải có một cái tuning parameter để chúng ta chọn cái tham số này như thế nào. Đó thì cái việc chọn tham số này nó được đề cập trong một số bài báo được liệt kê như đây. Cái này thì chúng ta có thể tùy theo cái bài toán chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta áp dụng cụ thể. Nếu không cái này là cái trường hợp này nó bắt đầu nó đi sâu một chút, chúng ta còn không có hai cái ví dụ đơn giản để áp dụng được. Thì tóm tắt lại thì đối với phương pháp thành phần chính này thì quá trình chính này về mặt tổng quát nó rất là hiệu quả. Đối với các biến cái này là sai chính tả. Với một tập dữ liệu lớn với cái số chiều khác nhau và áp dụng tốt cho cái biến liên tục. À, thậm chí là đối với cái categorical vì là biến phân loại và một tác dụng nhất là nó thứ nhất là giảm số chiều, thứ hai là nó sẽ kiểm soát được rất tốt là cái sự mối liên hệ tính mối liên hệ giữa các biến với cho trong tập dữ liệu của chúng ta và phương pháp này nó tốt khi cái mối liên hệ giữa các biến là có là một hệ thống tính mạnh, tại vì cái ý tưởng của thôi chính là chúng ta xây dựng một tổ hợp tính mới dựa trên tập hợp các biến cũ. Và đối với phương pháp này thì chúng ta một cái tham số là cần phải hiệu chỉnh, đó là số chiều và cái này bị sai chính tả nhiều. Số thành phần chính mà cần giữ là S và cần giữ là.
Và là cái phần như vậy thì cái phần này là cái kết thúc cái phần mà trình bày chính, là thầy cô và các bạn có câu hỏi và nhận xét gì cho cái phần này nhỉ? Thì cái phần thực hành này thì trong tuần sau chúng ta sẽ làm cụ thể. Đây là một trong những phương pháp rất là cũng áp dụng nhiều khi chúng ta điền khuyết dữ liệu. Mình muốn hỏi một chút là liệu cái phương án là mình chia cluster xong rồi mình điền theo k-min ấy với cả cái PCA này thì cái nào tốt hơn và cái nào nhanh hơn? PCA này thì đã nói ở đây là chẳng hạn là nếu nếu như cái ở đây là nếu các mối biến cái tập hợp biến mình đó của mình có cái quan hệ tính tính tốt đó, cái quan hệ tính tính mạnh đó thì nó rất hữu ích. Anh giả như là nó các biến là có cái non linear relationship đó, thì nó lại không tốt, nó lại dùng phương pháp khác. Và dùng k-min và chia cluster thì cái PCA nữa nó chạy nhanh hơn. Thì k-min cũng là một phương pháp để điền khuyết, tức là cái này sẽ có rất là nhiều. Thì đến cái phần cuối các bài nói này thì em sẽ trình bày một số gói để giới thiệu cho thầy cô và các bạn một số cái gói, một số phương pháp khác trong cái xử lý này. Nó không có chỉ là riêng là phương pháp mà mình chính không, mà nó có thể là có k-min, có random forest rồi có rất nhiều phương pháp KNN, K-min cũng có, đúng không? Đó, thì nhưng mà một cái phương pháp ứng dụng rộng rãi thì thường là phương pháp thập hình chính. Em hiện giờ em chưa có câu hỏi gì đâu, nhưng em chờ tuần tới em thực hành số liệu như nào, thì vì thông thường em mới chỉ làm đến median, đến min và đến regression thôi. Lần đầu tiên mới nghe về cái k-min thì cũng có thể làm trên cái nghĩa là mình chia cụ, mình chia nhóm theo đối tượng. Còn cái BCA chúng em chưa làm bao giờ, nhưng mà các cái option về CV hay là GCV là trong A là mình chọn sẵn đấy, đúng không nhỉ? Vì sợ nãy một về mặt lý thuyết là mình muốn, nếu mình muốn tìm hiểu về mặt lý thuyết đó thì mình có thể xem các bài báo này. Còn trong thực hành đó thì đôi khi là mình không cần phải đại họ đã biết lạnh sẵn rồi, mình áp dụng mình chạy thôi. Vâng, đây mình sẽ có tham số trong A để mình lựa chọn từng cái này, vì em sợ nhìn thế này là rất nhiều các thầy cô với mọi người là sợ công thức đều không, có không. Lựa chọn hết đều có tham số để mình lựa chọn từ theo tiêu chí gì. Về phần bữa sau thực hành thì mình sẽ chỉ cho thầy cô và các bạn rõ hơn, thì không cần phải lo về những cái này. Thì cái này là về lý thuyết, dù ai muốn tìm hiểu kỹ hơn đó, mình sẽ đọc các bài báo. Tuy nhiên là các gói họ làm sẵn rồi đó, thì mình cứ thế mà chạy thôi. Tất nhiên chạy thì mình mới biết là nó có phù hợp với cái tập dữ liệu mình không đã. Rồi Diệu có hỏi gì? Nào thấy bạn Diệu giơ tay đây. Bởi vì mình cũng bị cái vấn đề này với cả cái tập dữ liệu time series mà về return ấy, của các fund ấy, cho nên là đối với bọn mình không có dữ liệu là không có dữ liệu, chứ không biết phim kiểu gì. Bởi vì nó là các biến return, tức là nó là lợi nhuận của các danh mục. Đâm ra là lúc mà bọn mình nâng lên đặt xuống thì thực sự là bởi vì nó cũng mà nó là time series, nó là dữ liệu theo chuỗi thời gian. Đấy. Có phương pháp để xử lý dữ liệu quick đối với time series đó chị. Mình có bài báo và có gói áp dụng luôn, cho nên là mình muốn tìm hiểu về lĩnh vực nào cũng đều có. Đấy, mình có dữ liệu time series, mình có khoảng 1.000 cái quỹ. Nhưng mà mình hoàn toàn không có khái niệm gì là nó sẽ độc lập hay là nó có cái mối quan hệ, nó có quan hệ correlation giữa các chuỗi với nhau. Và trên thực tế là mình làm forecast cho từng chuỗi. Mời bạn Uyên ý kiến với ạ.
Dạ, Nói em cảm ơn cái bài báo của anh Hà. Em rất là quan tâm với cái chủ đề này. Nghe anh báo cáo thì em cũng phải có vài tháng ôm cái quyển của Rubin. Nhưng mà có nhiều thứ vẫn chưa rõ. Nhưng mà hôm nay anh báo cáo thì em rất là thích. Thì em có một vài cái câu hỏi mà em có thắc mắc. Thứ nhất là em cảm thấy gặp khó khăn khi mà mình xét cái cơ cấu dữ liệu MCAR, MAR và MNAR. Thì nhiều khi á, là mình cũng confuse cái chuyện là nó thuộc cái loại nào, và trong trường hợp nếu như cái bộ dữ liệu của mình nó là MNAR thì liệu rằng mình có áp dụng những cái phương pháp tốt ví dụ như là EM hoặc là những cái phương pháp PCA mà anh đã làm hay không, và trong trường hợp nếu mà nó là MNAR thì mình phải đổi cái phương pháp, hay là mình chỉ cần giả sử nó là MAR để mình làm là được, tức là trong lúc mà mình chưa có phân biệt rõ cái cơ cấu mà missing ạ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai đó là cái thuật toán EM. Thì cái thuật toán này là anh đang giả sử rằng là X nó follow theo cái normal, thì khi đó người ta đã chứng minh được là sao cái vòng lặp nó sẽ hội tụ. Vì trong trường hợp nếu như X mà nó không follow theo normal, nó follow theo một cái phân phối khác, thì liệu rằng cái thuật toán này nó có hội tụ hay không, và làm cách nào để mình biết á. Thì đó là cái câu hỏi quan tâm của em cho cái chủ đề này ạ. Rất là mong anh giải đáp giúp em ạ. Cảm ơn Vinh. Thì đối với câu hỏi thứ nhất thì làm sao đối với dạng dữ liệu nào đó, thì trong cái phần introduction thì đã nói rồi, Dạ hay có, là dạ có, em có thấy, nhưng mà nhiều khi cái khi em nhìn vô cái data anh, em không biết, tức là không có xác định rõ, tức là nó không rõ, nó đang bị chập, tức là nó đang bị gì giữa hai cái nó xen với nhau á. cái ở đây là cái đối với dữ liệu là missing not at random, thì ở đây là thì không 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 có không thể mình kiểm tra được, tại vì đơn giản là nó cái missing pattern đó, nó bị phụ thuộc vào cái biến mà mình không quan sát được, nó rất là khó. Thành ra như vậy thì còn cái missing completely at random, at random thì mình có thể nhận dạng được thông qua cái visualization đó. Chẳng hạn như là ở đây cái bước cái phần đây, ví dụ mình có thể vẽ một số đồ thị để xem cái pattern của nó như thế nào. Ví dụ chẳng hạn là nếu một số biến nó mất một cái hệ thống là nó sẽ đi hay đi kèm với nhau, đó là mình sẽ hiểu là cái biến này nó mất rồi nó sẽ gây ra biến kia, thì có thể là missing là not at random. Và là mình từ cái pattern này mà mình thấy nó mất một cái ngẫu nhiên đấy, mình có thể kết luận là missing completely at random. Tuy nhiên À, là tức là mình dựa vào cái đồ thị của nó đúng không anh? mình có thể dựa vào, tuy nhiên ở đây thì trong cái literature người ta nói là nếu mà dữ liệu là missing nó random, là mình not possible, là mình không có impossible mình xác định được cái đó. Và câu hỏi là cái người phân tích đã bắt buộc phải chấp nhận một cái assumption nào, và ta hầu hết các bài báo nghiên cứu về machine learning, machine data là họ đều xây dựng các phương pháp của họ dựa trên cái giả định là machine learning, đó là cái bước ở giữa này. Tức là tất cả là cái phương pháp mình đều giả định nó là MAR. Ví Đơn dụ giản như là EM, cái thuật toán EM thì nó yêu cầu mình là phải có cái giả định là MCAR hoặc là MAR. Thì trong trường hợp đó mình cũng phải giả định cái dữ liệu của mình nó missing theo cái cơ cấu đó thì mình mới áp dụng được, đúng không ạ? mình chấp nhận cái giả sử đó, giống như là data đầu vào là có phân phối chuẩn mới làm được chi tiết, nhưng mà có nhiều người không cần làm, họ dữ liệu không có chuẩn họ vẫn bỏ vào họ làm chi tiết được, chỉ có là cái suy diễn nó không có chính xác thôi. Còn nếu mà dữ liệu của mình là missing not at random thì hiện tại cũng có một số phương pháp để một số bài báo nghiên cứu họ phân tích cái này. Tuy nhiên thì đa số các gói R đấy họ phân tích là họ đều dựa trên cái ở đây này, thì nếu bắt buộc là mình do là mình không có quan sát được những cái biến bị mất, mà nếu dữ liệu nó thuộc cơ chế này thì mình có thể là mình đưa vào các gói chạy trên MAR thôi. À, dạ. Thì có Còn thể dùng
giống như là chẳng hạn như đối với t-test là phải chuẩn, nếu nó không chuẩn thì mình làm gì, chẳng hạn mình biết tội nói dù lấy lóc hay lấy mũ vân vân, còn trường hợp khó quá thì nghĩ phương pháp khác. Tuy nhiên là nhiều khi là chẳng hạn như là dữ liệu mình không impossible để mình chắc được cái này, thì mình giả sử mình chấp nhận một cái assumption là missing at random vào để mình áp dụng cái phương pháp thôi. Tức là tại vì cái phương pháp EM đó là nó giả sử là nó follow cái normal, thì cái phương pháp đó nó đã chứng minh được là cái vòng lặp nó hội tụ. Thì em đang thắc mắc là bây giờ ví dụ như là cái phân phối nó không có phải normal, tại vì trong cái thực tế không phải lúc nào nó cũng normal, thì không biết liệu rằng là có cái lý thuyết nào họ chứng minh là những cái dạng phân phối nào mà để cho cái thực toán EM nó hội tụ ạ. Dạ, cái phương pháp này, dạ đúng rồi ạ. Em rất quan tâm tới phương pháp này. Và thêm một câu hỏi nữa là giữa hai phương pháp anh đang trình bày là EM với là BCA, theo anh thì cái phương pháp nào là tốt ạ? Và mỗi cái phương pháp nó có đặc trưng riêng để dùng không ạ? BCA thì nó tổng quát hơn. BCA nó tổng quát, EM là giống như mình đã bắt đầu đi sâu vào cái model của mình rồi, tức là nó gọi là model based đó. Tức là khi mình phân tích một cái dạng dữ liệu cho cái mô hình cụ thể để mình dùng phương pháp đó, còn PCA thì có thể áp dụng cho nhiều dạng dữ liệu hơn. PCA nhiều dạng dữ liệu hơn, còn EM thì như em nói là nó đang theo một cái giả thuyết là cái thằng X nó follow theo normal, đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Em sẽ dịu hơn mới có hỏi gì đó. Anh trình bày tiếp đi, lát nữa còn thời gian em hỏi, không thôi hết á. Rồi thì như vậy thì cũng tương đối là nãy giờ đã trình bày cho thầy cô bạn số cái ý tưởng và phương pháp xử lý về phương pháp mà về phân tích về điểm khuyết dữ liệu. Đó, thì chúng ta có một số phương pháp như từ đơn giản cho đến phức tạp, và phương pháp PCA là hiện tại cũng được khá là phổ biến. Đấy, thì hồi nãy có bạn nào hỏi là nếu như dữ liệu không phải tuyến tính thì dùng PCA, thì có phần chú ý là nếu dữ liệu mà không có mối quan hệ nó là non linear đó, là nó không tuyến tính đó, thì PCA nó sẽ không tốt, nó không tốt. Thì khi đó mình có thể dùng cái gọi là random forest đó, cái phương pháp đó nó sẽ tốt hơn đối với cái dạng dữ liệu mà cái relationship mối quan hệ của nó là tuyến tính. Thì để kết thúc thì mình sẽ tiếp tục cái bài với cái bài là multiple imputation. Thì tại sao mình phải làm cái multiple imputation ở đây? Thì cái single imputation thì chúng ta hiểu là chẳng hạn như trong cái tập dữ liệu chúng ta có một giá trị quyết bị mất, thì mình bằng một cách nào đó để mình điền vào, thì giá trị điền vào thực chất là cũng một lấy giá trị ngẫu nhiên thôi, một giá trị ngẫu nhiên. Thì chẳng hạn như điền 2 vào, có người dùng điền 2 vào thì cũng có thể điền 2.1, điền 1.9 đấy. Thì như vậy thì như cái giá trị ngẫu nhiên, thì khi nó đang ngẫu nhiên thì nó có một cái variance, cái sự biến thiên của nó. Thì nếu chỉ mình dùng một cái single imputation thì mình điền một lần đó. Thì mặc dù là phương pháp tốt cỡ nào đi nữa thì nó vẫn là cái lượng thấp hơn cái variability, cái sự biến thiên của dữ liệu. Và khi đó những cái thống kê suy diễn phía sau á, ví dụ như tìm phản tin cậy kiểm định, nó sẽ bị không chính xác đi. Thì để khắc phục cái hiện tượng này á, thì người ta sẽ cái kỹ thuật đó là multiple imputation, có nghĩa là chúng ta lặp lại nhiều lần cái single imputation để nó có thể kiểm soát được cái phương sai, cái sự biến thiên trong tập dữ liệu. Ở đây xin trích dẫn cái câu là của Rubin là cái khi ta điền quyết một cái giá trị nào đó thì nó sẽ không chính xác trong tổng quát, tại vì mình không biết được cái giá trị chắc chắn đó. Thì như vậy với single imputation là mình khó kiểm soát được cái uncertainty của cái dữ liệu. Và một cái ví dụ minh họa cho cái trường hợp này là mình đi tìm khoảng tin cậy cho trung bình.
giả sử đó là biến y đi, thì đối với biến y thì mình cái công thức họ tin cậy cho cái kỳ vọng của mi y thì sẽ là trong trường hợp mà không biết không sai thì mình sẽ có dạng là y trung bình cộng trừ với t alpha, giả sử alpha và là alpha chia 2 là alpha 5% là trừ 1 nhân với cái ước lượng có độ lệch chuẩn chia cho n. Và quay lại cái ví dụ ban đầu khi mình dùng mean imputation đấy, thì mình sẽ dùng cái giả sử mình điền cái tập dữ liệu ban đầu mình đã điền quyết rồi, mình dùng cái tập dữ liệu điền quyết đó mình tính cái khoảng tin cậy cho y. Và đây chúng ta thấy là vì cái phương sai có dữ liệu ở đây nó bị ước lượng thấp hơn thực sự đó, thì ở đây sau khi chúng tính khoảng tin cậy, đây là khoảng tin cậy lý thuyết, và cái coverage, cái độ bao phủ của cái khoảng tin cậy tính được bởi cái tập dữ liệu đã được điền quyết, thì chúng ta tính được độ bao phủ của nó chỉ khoảng là 42.9%. Tại vì sao? Tại vì cái độ lệch chuẩn đó, cái ước lượng đó nó bị ước lượng nó thấp hơn rất nhiều so với cái giá trị thực tế. Cái này giá trị một này là giá trị dùng để generate cái tổng dữ liệu. Nếu chúng ta dùng một phương pháp tốt hơn một chút, đó là hồi quy như đã giới thiệu hồi nãy, thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là cái phương sai nó vẫn bị ước lượng thấp hơn thực sự, và cái coverage, cái độ bao phủ thực sự của khoảng tin cậy mà được xây dựng được bởi cái tập dữ liệu này nó cũng chỉ có 64% thôi, nó không phải là 95% giống như là mong muốn. Và nếu chúng ta dùng cái phương pháp gọi là cái stochastic regression, đó là phương pháp mà có hiệu quả hơn đó, thì nó vẫn cái độ phủ thực sự của nó chỉ là 78.9% thôi, nó cũng chưa đạt tới 95%. Thì vì như vậy, vì sao? Là vì như cái phần giới thiệu là cái simple imputation, tức là cái điền quyết đơn đó, nó không có cho phép mình mà kiểm soát được cái variance, cái variability, cái sự biến thiên của những cái giá trị quyết được điền vào. Thì chúng ta cứ coi nó một giá trị quyết đó là ngẫu nhiên, nhưng mà nếu chúng ta điền một lần thì nó chỉ là một cái giá trị thôi. Còn nếu như giá trị ngẫu nhiên nó phải có cái variance của nó. Thì nếu chúng ta chỉ làm một cái lần cái single imputation thì chúng ta không có kiểm soát được cái variance này, cái phương sai này. Thì để khắc phục hiện tượng này á, thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là multiple imputation, tức là nó điền quyết nhiều lần. Thực chất của cái việc này là và để thì ở đây người ta sẽ nhấn mạnh là cái mục đích của việc điền quyết để làm gì. Chúng ta có một bộ dữ liệu quyết, mục đích chúng ta là gì? Là chúng ta thống kê ước lượng trong cái tham số gì đó, ví dụ ước lượng là thu nhập của người, của khu người dân trong khu vực, ước lượng cái dự hạn như là tỷ lệ lây bệnh chẳng hạn, ước lượng vân vân. Chúng ta làm estimation, chúng ta làm hypothesis testing, chúng ta dự định. Thì như vậy mục đích của cái việc mà multiple imputation hay là mục đích của chúng ta làm là gì? Là chúng ta sẽ phản chính xác được cái uncertainty của cái tập dữ liệu, của cái bộ dữ liệu bị mất đó. Và sẽ bảo toàn được những cái đặc điểm quan trọng của cái phân bố, và thứ hai là bảo toàn được những cái mối quan hệ, cái liên hệ quan trọng bị cắt biến. Thì tất cả những cái việc này nó sẽ cho phép chúng ta làm cái inference statistics, cái thống kê suy diễn nó tốt hơn, chứ không phải là mục đích của chúng ta là đi điền. Nhưng mà chúng ta có bộ dữ liệu quyết để chúng ta điền vào cho nó đầy. Điền vào đây để làm gì? Cái đó là sau khi điền vào thì chúng ta cũng phải làm những cái phân tích thống kê tiếp theo. Cho nên là cái mục đích chính của cái multiple imputation là để giúp cho cái kiểm soát được cái ba cái đầu hàng này. Đó, thì khi đó ta làm những cái thống kê suy diễn, cái kiểm định giả thuyết, những cái ước lượng nó sẽ chính xác hơn. Vì chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta kiểm soát được cái uncertainty, cái độ cái variability, cái sự biến thiên của những cái giá trị quyết được điền vào. Thì cái ý tưởng của cái multiple imputation là cái điền mà quyết bội á, là giả sử chúng ta có một tập dữ liệu như này, ta có một tập dữ liệu với những giá trị bị quyết, và chúng ta thực hiện cái single imputation nhiều lần, làm lại một lần, một lần này chúng ta điền vào được những cái giá trị này, làm thứ hai, thứ m, chúng ta lặp lại cho nó nhiều lần. Và như vậy thì với một cái tập dữ liệu này, chúng ta có m cái bộ dữ liệu đầy đủ khác nhau. Và với bộ dữ liệu này thì giả sử như là chúng ta thì đi ước lượng, như chúng ta cần ước lượng tham số theta mũ,
À, sau đó chúng ta đi tính variance của cái theta mũ m này ứng với cái tập dữ liệu thứ đi. Và sau khi đấy chúng ta sẽ có m lớn cái tham số ước lượng tùy với m cái bộ dữ liệu được decrypt. Và cuối cùng là chúng ta sẽ kết nối cái tập cái tất cả các kết quả này lại để cho một cái ước lượng duy nhất. À, thì cái ước lượng duy nhất này thì theo cái quy tắc của Rubin đó là giả sử chúng ta cần ước lượng cái tham số theta của cái bộ dữ liệu như nhiều vector kỳ vọng không sai hay là gì đó, thì như vậy đối với mỗi cái single imputation chúng ta có một cái bộ dữ liệu được decrypt thì chúng ta tính được cái theta mũ 1, theta mũ 2, theta mũ m đấy. Và như vậy thì cái ước lượng cuối cùng theta mũ m là sẽ là trung bình của m cái bộ dữ liệu decrypt này. Và như vậy nó cho phép chúng ta và cái phương sai của cái ước lượng này nữa. À, tức là ở đây phương sai ước lượng này nó cho cái công thức này nó được đề nghị bởi cái Rubin, và chúng ta nó sẽ bao gồm là phương sai nó sẽ là giống như là phương sai bên trong cái ước lượng và phương sai giữa những cái lần điệp kích với nhau. À, và cái cách này nó sẽ cho phép chúng ta kiểm soát được cái sự cái phương sai, cái sự biến thiên bên trong những đối với những cái dự giá trị được tìm kích. À, mà cái này là mà đối với cái single imputation, tức là nếu chúng ta chỉ làm một lần thì chúng ta không làm được cái điều này. À, như vậy cái tóm tắt của cái method multiple imputation này là từ cái bộ dữ liệu mà không đầy đủ chúng ta thực hiện việc decrypt một số lần nào đó m lần, m lớn lần, và với mỗi lần này chúng ta đi ước lượng các tham số và chúng ta đi làm những cái thống kê mà suy diễn mà chúng ta cần muốn làm, và sau đó chúng ta kết hợp cái dữ liệu lại lại để đưa ra được cái kết quả cuối cùng. À, thì nó sẽ gồm ba bước, thứ nhất là imputation, tức là điền quyết, thứ hai là phân tích đối với mỗi bộ dữ liệu được điền, và cuối cùng là chúng ta kết hợp với dữ liệu này lại để được một kết quả cuối cùng. Thì đó là cái phần về multiple imputation. Và thì cái phần cuối cùng thì để sẽ giới thiệu cho thầy cô và các bạn là một số cái gói hoặc là cái phương pháp để xử lý cái dữ liệu quyết. Thì đối với ở đây thì có cái phương pháp hoạt định quyết mà dùng cái random forest. Cái này nó sẽ rất là tốt khi cái mối quan hệ giữa các biến nó là non-linear, tức là nó phi tính. Đấy. Và có cái interaction, tức là có tương tác giữa các biến này. Đấy. Còn nếu mà đối với PCA á, thì nếu cái mối quan hệ giữa các biến là linear, là tính đó, thì chúng ta PCA nó lại tốt hơn. Và một số cái dạng khác như là dữ liệu dạng phân loại categorical hay là mix là vừa định lượng vừa định tính, rồi hoặc là dữ liệu multi block là multi level, và thì sẽ có chúng ta hay dùng cái gói mix MBA được trình bày bởi hai tác giả Houston và Josh. Và như là chị mình vừa hỏi hồi nãy đó là cái nếu mà chúng ta có dữ liệu mà dạng time series đó, thì cũng sẽ có một cái gói khác là infill time series được đề xuất bởi tác giả Stephen Morris đó. Như vậy tùy theo cái dạng cái mô hình chúng ta là gì, cái dạng dữ liệu chúng ta là gì đấy, và cái mối quan hệ như các biến như nào, chúng ta có thể đưa ra cái có cái sự lựa chọn phù hợp cho cái dữ liệu quyết, nhưng nó không có giới hạn bởi bất kỳ một phương pháp nào hết. Và chúng ta phải xác định cái sự mà cái phương pháp xử lý nó rất là linh hoạt. Thì đây là cái missing value task view này là một cái trang web và được lập bởi các tác giả là Julie Jost và cái Tierney và nó là Vialanis. Thì các tác giả này trong cái trang này nếu mọi người lên nó sẽ thấy là rất là nhiều gói và nhiều cái phương pháp xử lý cho nhiều cái trường hợp, nhiều cái dạng mô hình dữ liệu khác nhau. Đó. Chẳng hạn như đối với single imputation ở trên này, cái trang web này chúng ta sẽ tìm thấy được những gói đối với phương pháp thì KNN hoặc là gói Vim, và đối với hồi phương pháp hồi quy, rồi cái cách xử lý trên random forest, rồi PCA dùng cái metric condition. Rồi thì như vậy nếu thầy cô và các bạn có nhu cầu thì có thể ghé thăm cái trang web này, chúng ta thấy là có rất nhiều công cụ và phương pháp để cho chúng ta xử lý. Quan trọng là chúng ta chọn được cái, chúng ta phát biết được là cái dữ liệu chúng ta nó có tính chất gì và chúng ta cần dùng mô hình gì, chúng ta sẽ lựa chọn được cái phương pháp phù hợp.
Như vậy thì cái phần này là kết thúc cái bài trình bày về xử lý hiểu biết hôm nay. Đó thì cái bài nói này được dựa trên một số cái tài liệu chính thì của cái Lizard là một cái gọi là ngôi sao trong cái ngành về xử lý hiểu biết ở Pháp. Đó. Thì trong cái khu mà ở cái con đường này sẽ ở Oshawa năm 2018 là mình có thể điều kiện tham dự khu này, thì có nghe cái bài này đã trình bày cái phần dữ liệu khuyết, thì lúc đó tạo cái motivation, cái cảm hứng để tham nghiên cứu cái phần này và một số cái tác giả khác. Như vậy thì sẽ kết thúc cái bài trình bày ở đây. Thầy cô và các bạn có câu hỏi hay nhận xét gì không? Vâng, mọi người đặt câu hỏi về ý kiến nhận xét cho bài phát biểu của tiến sĩ Hoàng Văn Hà. Em có câu hỏi. Mời Diệu. Dạ, em đây. Cảm ơn bài trình bày của anh Hà. Khá là rõ ràng và hay. Dạ. Em có câu hỏi là em ví dụ data của mình là bị thiếu là do ví dụ như trong tình huống là rating á, ví dụ như rating chất lượng của nhà hàng hoặc rating UI chẳng hạn, thì data sẽ bị khuyết. Thì cái khi mà có người mà rating ấy, thì sẽ có tính bias kiểu thiên vị hoặc là chủ quan của từng người á, thì các phương pháp của mình thì có làm giảm được cái tính chủ quan đấy không, hoặc là có các phương pháp. Ok, cái này là chỉ định quyết thôi, còn để bias đó, thì cái đó nó lại một cái phương pháp khác để giới thiệu cho nhiều và mọi người tham khảo luôn, tức là đây thì nhiều cho một chút nha. Thì cái phần mà của Diệu hỏi đó, nó thuộc về cái gọi là recommender, system recommender. Thì cái nhánh mà người ta đang làm về causal inference thì trong cái phần khác, thì cái câu hỏi của Diệu đó là trong cái phần cái bias đó nó sẽ bị tác động bởi một cái cần, tức là đây đúng không, đúng là cái ý của Diệu hỏi đúng không? Dạ, đúng rồi. Chọn cái này nó bị bias, thì cái lựa chọn bị bias nó sẽ bị tác động bởi những cái biến khác là confounder. Thì cái vấn đề này anh cũng đang nghiên cứu, cái này nó gọi cái nhánh nó là causal inference. Thì nếu mà có thể làm một cái như vậy thì mình cái causal inference để mình xử lý những cái bias này. Cái lĩnh vực causal inference này thì em cũng chưa biết lắm. Thì nó vừa là mình có thể kết hợp cả hai, là mình vừa decrypt data mà mình vừa cái loại bỏ cái bài, thì cái này nó được về nhắm về cái causal inference. Anh cảm ơn. Còn cái là trong cái EM thì nó có xuất hiện là thứ nhất là mình giả sử là nó theo phương pháp chuẩn, thì giả sử cái covariance matrix của mình ấy nó không có positive determinant thì cái thuật toán nó có chạy được không, cái thứ hai là ma trận nó không có khả nghi, trong trường hợp nó không có positive determinant mà ma trận không khả nghi thì cái thuật toán nó chạy dưới dạng là ma trận giả khả nghi hay là cái gói nó không chạy được. Cái này là đúng rồi, mình giả sử là nó theo chuẩn mà chẳng sai, nó không khẳng định. Mình giả sử như vậy, giả sử data thực tế xong rồi mình cốt cái covariance của nó, thì giả sử mình check cái positive determinant đấy mà nó không có positive determinant thì cho dù đấy thì cái gói mà mình sai, mình đưa gói chạy nó chạy không. Cái trường hợp em hỏi anh cũng chưa thử bao giờ, tại vì là mình giả sử là nó khẳng định, tại vì ma trận hiệp sai nó là phải là xác định dương rồi, positive thì sao mà không kháng nghịch thì cái đó nó còn
Tại vì có một lần em có làm cái thì đúng là sau khi em check xong thì margin của em nó không thành thật. À không, không, nó không có positive determinant, thì theo lý thuyết thì nó positive determinant thì mình mới có một cái mình đúng là cái việc sử dụng data thực tế nó rất là khó ứng dụng đấy. Nên là em nãy cái phần mà tranh thủ giờ giải năng thì em ấy nói đùa, em bảo là cái câu chuyện xử lý missing value là câu chuyện rất là quan trọng của vấn đề xử lý số liệu. Nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà nó không được ghi một đến mức tầm 3 dòng trong một bài báo nghiên cứu. Nếu các anh chị đã từng viết một bài bài báo ứng dụng, đúng không ạ? Thường là mình không nói gì vấn đề xử lý missing data trong các nghiên cứu về thực nghiệm. Nên này, cái câu chuyện này thì thực ra là nó rất là nhiều các phương pháp. Thế còn lựa chọn cái gì thì thực ra là nó phụ thuộc vào tùy số liệu của mình. Và trong thực tế như kinh nghiệm em đã làm rất là, mình làm rất nhiều thứ thì mình thấy là thực ra là nó cũng tùy vào từng chủ đề và quan trọng nhất là tùy vào từng số liệu. Và đôi khi là còn nói đùa đùa, đôi khi còn bảo là tùy lúc mà mình tập trung đến mức nào nữa. Tức là khi mà mình tâm huyết với cái số liệu đấy thì mình làm cái vấn đề xử lý missing value nó rất là chi tiết, rất là cẩn thận. Nhưng mà trường hợp khi mà một cái nghiên cứu mà mình thấy nó vừa vừa thôi thì có khi mình chọn những pháp đơn giản nhất là mình chỉ điền min hoặc median thôi. Thực ra nó là trade-off thôi. Thực ra mình cải thiện số liệu thì mình có dữ liệu fit hơn, tốt hơn, nhưng mà cái việc mà mình để quá nhiều thời gian vào cái việc xử lý missing value trong đấy, mình còn cả một câu chuyện dài phía sau là mình xử lý về phân tích về các mối quan hệ suy diễn số liệu đấy. Do đó là thực ra câu chuyện này là câu chuyện mà mọi người khi mà làm chiến lược thực tế thì phải cân đối thời gian. Chứ nếu mà cứ dừng ở cái bước này mà không đi tiếp thì mình cũng không đi được bước tiếp theo. Mà thực ra là trong quá trình mà mọi người làm các bước tiếp theo, tức là bước phân tích sau ấy ạ, thì mọi người thấy là lại cần thêm cái gì đó thì mọi người đã bách lại cái bước mà xử lý số liệu sạch, cái bước mà xử lý missing value như này, thì như thế bách đi bách lại thì cái nghiên cứu nó sẽ rất là, nó cải thiện rất là nhiều. Còn cái nữa là khi thường viết bài báo mà muốn cái gì mới mới là lạ vào đi, cứ cho cái phần này nhiều vào là toán học một chút xíu là tăng giá trị cho bài báo. Là em nghĩ gì mỗi làm thư ký cho học viên ứng dụng thôi mà, có báo chí gì đâu. Em nghĩ là missing value thì khá quan trọng, bởi vì mình điền nó lệch một chút là model mình sẽ thay đổi hoặc là sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Đó là cái em nghĩ em đoán thôi chứ em chưa thực hành nhiều. Ví dụ như là cái ví dụ mà Hà đưa ra lúc đầu ấy, nếu mà mình dùng cái phương pháp mà gạch cái dữ liệu ấy thì có khi mình gạch đến tận 90% của số liệu đấy, đúng không? Trong cái cái đó nó chỉ nhấn mạnh là ít thôi, cái phần trăm nó nhỏ thôi, chứ còn anh nó gạch thì em cũng định hỏi cái đó đó anh Hà, tức là thông thường là dữ liệu mình nếu khuyết phần trăm nhỏ thì mình mới dùng những phương pháp đó, thì cái phương pháp DCA với phương pháp EM đó anh, thì theo lý thuyết thì là nó khoảng bao nhiêu thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp đó hả anh Hà? DCA và theo những bài báo trong các tác giả họ đã từng làm gói, họ nói là Netflix, cái data của Netflix là có tới 90% là mất không có, tại vì khi người ta ray các bộ phim ray gì cái biến rất là nhiều, nhưng mà áp dụng PCA vẫn cho kết quả tốt. Tức là 90% vẫn kết quả tốt. Rồi trong trường hợp mà mất dữ liệu hoàn toàn luôn thì sao anh? Có dùng được không anh? Mất dữ liệu hoàn toàn. Thôi mất dữ liệu hoàn toàn thì mình có cái gì để làm. Không, ví dụ như là mình muốn nói là 90% dữ liệu mất là nếu mà nó mất ở cái cột này 10%, cột kia 10%, cột khác 10% và nó không mất ở cùng một địa điểm. Chứ còn nếu mà mất ở một cột 90% thì không thể film được không? Đúng rồi. Thì tại vì như là mọi người biết là Netflix đó thì có tới cả ngàn bộ phim, và mỗi lần rating thì những cái
người xem họ chỉ truy những cái bộ phim họ coi thôi, nhưng những cái ô khác thì họ sẽ bỏ trống lên cái ma trận dữ liệu nó, trong một ma trận thưa đó, nó rất là thiếu rất là nhiều. Thì cái độ mất của nó là như vậy chứ không phải là mất hoàn toàn cái là gì không cái mất hoàn toàn ở đây có nghĩa là ví dụ như em điều tra trong nhiều tháng thì cái tháng trước nó có, những cái tháng sau nó mất hoàn toàn, chứ ý em không phải là nó không có gì trong cái bộ dữ liệu đó, cái kiểu như vậy à. Thì mình phải xác định cái cơ cấu dữ liệu rồi mới tìm biết lại em, cái ma trận dữ liệu em vẫn có đúng không, vẫn có cái này vẫn có dạ. cái chứ không phải em không có cái gì hết gì. Dạ đúng đúng đúng. Ok, thì bạn xử lý được mà, vấn đề gì thì cái đó nó giống như là time series đúng không, như là trong một cái thời điểm nào đấy mình mất hoàn toàn dữ liệu. Thế như có câu hỏi ở phần chat à, Hà ơi cho chị hỏi một câu là bao nhiêu phần trăm ví dụ như chị quan tâm tới cái bài toán là xử lý ảnh với lại là Netflix đó, thì trong ranking đó, thì theo anh là khoảng bao nhiêu phần trăm là khả thi là mình recover lại được là chị khoảng bao nhiêu phần trăm em là mình có at least là 90% hay là như thế nào, một cơ sở nào mình đi không cái trường hợp mà như em với anh Long đang nói cái này là nó nhỏ thôi, chứ còn trường hợp tổng quát là mình có thể mất rất là nhiều và cũng không có vấn đề gì. Như chị cho chị có thể mất mà 90%, như chị có cái ma trận thưa đó mất rất là nhiều thì chị vẫn dùng PCA định biết lại được. Và một vấn đề thứ hai là cái evaluation của cái phương pháp này, tất nhiên là mình đi đánh giá là nó có hiệu quả hay không đó, thì mình có thể kiểm tra lại, thì chị có thể chia thành một cái tập training set và validation set để chị kiểm tra lại. Tuy nhiên thì cái này điền quyết thì nó sẽ giúp nó có improve hay không thì tùy theo phương pháp nữa, nhưng mà phần trăm mất thì trường hợp tổng quát là chị có thể mất rất nhiều cũng không sao, miễn là đừng mất 100% là được. Nhưng mà nó có phụ thuộc vào cái missing mà local hay là global không? Không, chị nếu mà mất càng nhiều tất nhiên thì cái hiệu quả của cái việc điền quyết nó sẽ kém hơn là chị rõ ràng là mất ít rồi. Ví dụ chị điền mất 2% so với mất 9% thì nó khác nhau, nhưng mà trên lý thuyết là mình vẫn làm được hết. Còn alo, câu hỏi chị em trả lời đúng câu hỏi chị hỏi đúng không? Tại chị cũng muốn hỏi là cái cơ sở lý thuyết để mình lấy khoảng giống như là bao nhiêu phần trăm missing là cần. À không cần cơ sở lý thuyết, không cần cơ sở lý thuyết, cái này là cái xóa này là người ta chỉ giới hạn nhỏ thôi. Còn những phương pháp khác đó thì họ không có cái giới hạn là bao nhiêu phần trăm mất đâu. Thì tất nhiên là mất càng nhiều thì cái hiệu quả của việc dữ liệu điểm quyết để cho cái inference của mình nó sẽ không có kém đi, tại vì mất thông tin mà. Cho dù mình điền vào thì nó cũng là mình thay thế bằng một giá trị mà mình bỗng nhiên chưa biết thôi. Đấy. Nhưng mà sẽ không có cái ngưỡng nào để là bao nhiêu phần trăm hết đó, là tổng quát là. Ví dụ như là cái phương pháp PCA á, là các tác giả họ nói là Netflix nó áp dụng cái phương pháp này cho PCA, là phương pháp PCA này cho cái data mà rating data của Netflix, và cái Netflix là nó mất là cái người ta điền là trên 90%, tức là các hàng cột mà nó thiếu rất là nhiều, nhưng mà vẫn cho cái việc định quyết này nó tốt, nó hiệu quả. Thật ra nó phụ thuộc vào cái phần mất nó có quan trọng hay không, có ví dụ như là nói chính phim chẳng hạn, người ta chỉ điền những cái vào chỗ quan trọng thôi, một chỗ không quan trọng người ta không điền, những phim mà nó không phải là stress lắm thì họ không điền vào thì cũng không sao. Nếu mà mất những rượu mà quan trọng thì chắc là nó sẽ khác với việc mất rượu không quan trọng, mặc dù là cái lượng dữ liệu mất đi là như nhau. Em có câu hỏi nữa. Anh Hà, cái phương pháp mà mình giả sử là vector sẽ ở EM ấy, với cái gọi là Gaussian mixture ấy. Anh có biết Gaussian mixture không? Áp dụng được Gaussian mixture, model mixture đúng không? Là đúng rồi, cái nó khác như thế nào, nó khác nhau như thế nào, kiểu nó update level như thế nào? Nó EM thì nó update là
chia theo vector thôi, nên là em có giá, nhưng mà em thường là em mà nếu em làm là em giả sử là các coordinate nó independent với nhau thì mới mới làm. Em là cái câu submit cho em không rành đâu, câu submit cho chỉ biết tồn tại thôi. Cái đó thì em vẫn chạy em được nó ước lượng nhiều cái lambda, dù bây giờ cái hàm mật độ của em là j bằng tổng của ví dụ như là k từ 1 đến m với lambda k với cái thành phần, đúng không? Thì ý chạy em được ước lượng từ cái lambda cái thành phần và cái hàm mật độ. Tức là mình cũng có thể làm như này nhưng mà mình dùng nhiều cái vector cao hơn, đúng không? Để cho bạn được chính xác. Sau rồi mình dùng tổng hợp tuyến tính của các vector cao sẽ lại với nhau. Thêm các parameter vào trong cái thuật toán EM thì nó chỉnh không phức tạp lắm đâu. Anh có code cái đó mà em muốn làm được. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Có câu hỏi. Cái câu hỏi ở trong chat vẫn xoay quanh cái chuyện là missing bao nhiêu phần trăm. Thì các phương pháp nó vẫn chạy thôi, nhưng mà cái số liệu mà mình cái kết quả thì mình bao nhiêu chạy thì cứ đưa vào là nó chạy thôi, nhưng mà mất rõ ràng là mất có 50% thì nó sẽ hiểu cái lượng thông tin mất đi nó sẽ đỡ ít hơn là mất 80%. Vì đó cái những cái thống kê mà mình làm phía sau nó sẽ bị ảnh hưởng. Ừ. Long ơi, hay tuần sau mình lại tiếp tục tiếp. Vâng, à, tuần sau mình còn tiếp nữa. Vâng. Ừ. Tuần sau mình thực hành trên R. Anh Hà, em có ý kiến chút ạ. Tại vì là theo kinh nghiệm của nhóm thống kê ứng dụng đã làm mấy lần thì cái vấn đề mà thực hành trên A với online nó khá là. Nó sao? Em bị nhiễu đây ạ. Rồi ạ, em nhắc lại là cái vấn đề mà thực hành online trên A nó khá là phức tạp, cái công đoạn mà cài được nó hay là gì đấy. Thế thì em có đề xuất như này ạ, anh có thể toàn bộ cái phần code phía sau thì anh có thể gửi cho em sau, nhưng ví dụ anh gửi cho em một cái đoạn đầu tiên, nghĩa là cái đoạn mà set cooking directory và các cái gói cần install, đúng không ạ? Anh gửi em trước đoạn đấy, sau đó thì em sẽ gửi trước hai nhóm để các thầy cô có thể follow được, và ai cần hỗ trợ cái gì thì em sẽ có độ chờ giảm sẽ hỗ trợ cái việc mà sẽ bắt đầu. Thực ra là anh đã viết nó dạng là giống như là R notebook đó, tức là có gói các lần chạy sẵn, ví dụ như là em chạy như cái này đó, đầu tiên là cài gói ha. À, sau đó chạy cái đoạn dùng chạy cái này nó ra kết quả bên dưới. Ôi anh ơi, nó không đơn giản như thế. Với các thầy cô trong diễn đàn thống kê ứng dụng thì rất nhiều các thầy cô là bên xã hội và các thầy cô cực kỳ quan tâm về A, tuy nhiên là toàn những người rất là khởi đầu và mới bắt đầu ạ. Thì nên là em mới bảo là anh chỉ cần đổi cho em cái đoạn đầu tiên thôi, ví dụ anh cần cái gói là mvtnom, tất cả các tên gói này. Rồi nếu mà anh dùng số liệu nào thì anh gửi cho em một cái số liệu mẫu thôi, nhưng cho em cái đường, sau đó em sẽ gửi các thầy cô có hai yêu cầu. Một là các thầy cô phải làm được trước cái việc mà set booking directory. Thứ hai là các thầy cô phải install được gói. Và đây là hiện giờ group còn 78 các thầy cô nhé. Thì Hường cũng nhắc ngay là nếu các thầy cô mà định follow cái phần thực hành buổi tuần sau thì các thầy cô khi mà Hường gửi thông tin ra các thầy cô sẽ phải bỏ thời gian để làm trước. Và Hường đã xin với tiến sĩ Hoàng Hà như thế là anh Hà sẽ gửi trước cho Hường, Hường sẽ gửi với thầy cô. Nếu các thầy cô mà không bỏ ra làm trước là trong tại phiên hội thảo là ban tổ chức sẽ không support, tại vì nó rất là tốn thời gian thì vấn đề khởi động ban đầu. Đấy, thì có hai yêu cầu, một là sẽ xin anh Hà gửi trước, thứ hai là các thầy cô mới muốn thực hành thì phải làm trước cái thao tác install các gói. Anh đang làm trước, anh tham dự không biết, ví dụ như cài một gói xong rồi lay hoay chỉ dẫn đây chắc cũng mất nửa tiếng hồ. Không làm như thế được anh ạ. Bọn em làm từ hội thảo online về A, bọn em nhớ biết rồi. Cái đấy các thầy cô nếu mà muốn thực hành thì các cô phải chấp nhận bỏ thời gian làm trước, và nếu trong phiên chính sẽ không hỗ trợ. Ok. Còn, vâng ạ. Đấy, thì em thôi rồi. Mà như thế vâng ạ. Nhất trí. Rồi. Rồi, nếu là các thầy cô có câu hỏi gì nữa thì hoặc là chúng ta có thể để đến buổi sau chúng ta hỏi tiến sĩ Hoàng Văn Hà. Thì bây giờ giờ của seminar thì cũng là
overtime quá giờ nhiều rồi. Thì theo như cô Hường với cả thầy Hà rồi thì là chúng ta sẽ post cái đoạn đầu của cái code A lên trên diễn đàn, trên Zalo với cả trên website của nhóm trước, các cái cô xuống tải xuống để chạy thử mấy cái dòng lệnh đầu tiên để cho nó thông suốt, thì xong đoạn thực hành phía sau là nó sẽ chạy theo thôi, thì nó tiết kiệm thời gian và công sức ở cái buổi thực hành tiếp theo. Đấy. Thì cuối cùng là xin cảm ơn thầy Hà, cảm ơn tất cả các thầy cô, các bạn đồng nghiệp đã tham dự seminar đến giờ phút này. Hôm nay có một bài phát biểu nó là rất là hay, và tuần sau thì chúng ta sẽ triển khai thực tế các cái phương pháp đó ở trên máy tính, trên phần mềm A. Mọi người tham dự thì nhớ là cái cài phần mềm và chạy thử gói lệnh trước để chúng ta có thể làm việc nó được nhanh chóng và hiệu quả. Nữa xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn thầy Hà. Cảm ơn anh Long và Hường, cảm ơn sự theo dõi của thầy cô và các bạn. Hẹn gặp.